Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào thính giả. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, bây giờ em đang gặp một trường hợp như thế này. Em lấy vợ em hơn em 3 tuổi. Vâng. Mà vợ em có một đứa con riêng. Năm ngoái là bọn em đăng ký và năm nay bọn em mới cưới. Vâng. Nên vừa cưới nhau được 4 tháng. Thì trong vấn đề gia đình, vợ chồng em chỉ có những lục đục nhỏ nhắn thôi. Vâng. Em không bao giờ đánh vợ em cả hay chửi mắng vợ em. Em chỉ mỗi tật rượu, chứ em không cờ bạc gái gú hay là chửi bới vợ con. Vâng. Từ ngày em đi làm thì em làm quán tổng quát massage. Thì bao tiền đều đưa hết cho vợ em. Cầm hết, bây giờ vợ chồng lục đục nhau cái. Thế là bây giờ vợ em dọn quần áo bỏ đi. Và cầm hết tiền nong của em đi, bây giờ để lại cho một đống nợ. Em không biết là phải giải quyết như nào nữa. Và bây giờ cô đấy làm đơn ra tòa ly dị. Bây giờ chúng em đang chờ ngày tòa gọi để xử thôi. Vâng, cô này là hơn bạn 3 tuổi cũng đã có con riêng đúng không ạ? Hiện nay thì cô ấy đã bỏ đi và mang hết cả tiền nong chung giữa hai người. Vâng ạ. Vâng, và cũng đang làm cái thủ tục ly hôn giữa hai người rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, câu chuyện của bạn xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời ạ. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Đến 30 chưa em? Em năm nay 35 ạ. À, 35. Mà mới cưới vợ 4 tháng nay đúng không? Này, xin hỏi tò mò một chút, em khỏe mạnh không? Em hoàn toàn khỏe mạnh ạ. Rồi, và thì trước giờ chưa bao giờ yêu ai, lấy ai? Em trước năm em 20 tuổi thì em có yêu một người con gái, em bảo là anh sẽ ở vậy chờ em, xong từ đấy là em chả yêu ai nữa, xong đến bây giờ em gặp cô bé này thì em mới yêu ạ. Ừ, cái cô bé mà một đời chồng, em có nghiên cứu về cái đời chồng trước của cô không? Chẳng hạn như cô ấy cứ cặp bồ, cặp biệt nhiều quá, hay là chồng cô ấy bạo lực, hay là cái gì mà họ chia tay nhau? Đúng không ạ, đây là vợ em là bị lỡ dở thôi ạ, chưa lấy chồng lần nào ạ. À, cô là người mẹ đơn thân. Vâng ạ. Rồi, tức là có yêu một cái anh nào đó, xong rồi có bầu, có thai, rồi nó không tiến tới được, và cô có con riêng chứ không phải là cô có một lần kết hôn đúng không? Vâng ạ. Mà cô thì bà Tám. Vâng, thì hôm nọ mẹ em gọi điện thì bây cô đã chặn hết Zalo, Facebook. Thì mẹ em bảo là thôi, coi như cái số tiền nó cầm đi thì cứ kệ nó. Nó vẫn mua cho nó ít vàng đây để nó hôm nào nó về thì ta kỷ niệm cho nó. Xong hôm nọ mẹ em gọi điện thì cô bé đây chào mẹ em luôn bằng con chào bác. Mẹ em ngồi bật khóc luôn. Nhà em ngoài em đó còn ai không? Bố mẹ khỏe không? Bố mẹ em vẫn còn, là em chỉ có bố em là chị gái thôi. Mẹ chắc thương cô lắm. Mẹ mong muốn em lấy vợ lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Thế cho nên đến lúc mà con trai 35 tuổi yêu một cô đã có con riêng rồi, thậm chí hơn 3 tuổi, mẹ cũng quý đến mức độ bây giờ nó bỏ đi rồi vẫn bảo bao giờ thương nó lắm, bao giờ nó về ta cho nó ít vàng. Nghe dạ, có vẻ vì mẹ khát khao có con dâu, khát khao có cháu nội quá. Em làm ăn gì? Em làm kinh doanh tổng quân văn xa. À, tức là em làm chủ hay em thực sự đi làm cái việc đó? Em làm chủ ạ. À, thế hả? Này, cái việc mà cô cầm một ít tiền đi nhiều không? Trong vòng một năm kinh doanh em chả mấy khi em đã động đến tiền ạ. Nghĩa là em có đồng nào em đưa hết cho vợ em chỉ bảo vợ em một ngày cho em đúng 2-3 thuốc thôi, bởi vì anh chả tiêu đến tiền. Thế là em có đồng nào em đưa hết cho vợ em. Em có biết cô đi đâu không? Bây giờ em biết cô đấy về làm nhân viên massage dưới Quảng Ninh ạ. Nhà mình có massage nhưng mà đi làm chỗ khác đúng không? Vâng ạ. Thế em có nghĩ là đi theo tiếng gọi của con tim gì không? Có ạ, bởi vì em đã từng hỏi vợ em bảo là hay em có người khác rồi, vợ em không nói đi nói lại. Em hỏi rất nhiều lần rồi nhưng vợ em không nói đi nói lại. Này, tò mò một chút xíu thôi nha. Dạ. Thế sao tôi suy nghĩ thông thường ấy? Vâng. Là một cô gái này 38 tuổi này lỡ dở này có đứa con riêng này, bây giờ lại một thanh niên trai tân chưa từng kết hôn, người ta lấy mình này, lại có nghề nghiệp ổn định này, thôi ít nhiều cũng là một ông chủ kiếm được tiền, đạo đức tốt, không cờ bạc, không đánh đập. Bình thường do như thế thì người vợ phải hết sức trân trọng người chồng. Em rượu thôi. Nhưng em rượu em cũng rượu say trong ngủ, em vẫn dậy vẫn cai quản sáng tốt. Nhưng mà lại sẵn sàng dứt bỏ em ra đi cũng chỉ để làm nhân viên massage ở một nơi khác, lôi cả con đi đúng không? Vâng ạ. Cái việc kia em làm có tốt không? Quan hệ vợ chồng ấy. Việc kia thì em cũng yếu. Yếu là làm sao, có làm được tí nào không? Em được tầm khoảng 3 phút cho hai hôm nào em uống rượu vào thì em được tầm khoảng 15 phút. Anh thì anh chỉ sợ là cô ấy thì quá rắn giỏi, một người từng trải ở đời, cô ấy đã va đập, cô ấy đã qua tay đàn ông và cô cũng đã có con riêng, nghĩa là còn mình thì nó lại trong sáng như tờ giấy trắng ấy. Thế là thành ra một tờ giấy than kẹp với một tờ giấy trắng thì ra em là cái đứa mà nó rắn giỏi, từng trải rồi, quần quật rồi, nói chung là một cái gì đấy để cho cô ấy phải cảm thấy là rất là ngưỡng mộ.
Em vốn dĩ là một con người rất mạnh giỏi, nhưng cái hôm xuống tới tòa mà tòa gọi để dàn xếp ạ, em đã từng phải quỳ xuống em xin là thôi vợ ơi, nghĩ tình nghĩa vợ chồng hãy quay về đi, anh còn thương em nhiều lắm, thôi mọi chuyện đều bỏ qua hết, anh không nhắc gì đến em mọi ơi. Công nợ, mọi công nợ anh đã lo xong hết rồi đấy. Chính cái cách của em mới làm cho người ta cũng nhìn thấy em nó cái đàn ông đàn an gì, mình có phải hèn kém gì đâu. Mà quỳ ở tòa xong rồi vợ ơi về đi, giá bảo rằng là bây giờ con đang nheo nhóc khát sữa rồi nọ kia. Đấy, thật ra em tốt nhưng mà nó giống như là nước lọc ấy, nó không bổ, nó không dưỡng. Mà người ta thì thường hay nghiện rượu mạnh với lại nghiện cà phê với lại cứ đắng đắng cay cay, em nó hình như nó nhạt, có không biết có đấy. Đây là đoán vậy thôi. Nhưng bây giờ thế này, nếu như cô không về nữa thì sao? Thì em vẫn bảo thôi để em đành chờ chúc phúc thôi, em chả biết làm nào cả. Nhưng mà các em đăng ký kết hôn rồi đấy, nhớ rằng vẫn là vợ chồng đấy, cũng chả thể chúc phúc chúc việc được đâu. Cô cũng chả lấy được ai, mà em có muốn đi với cô nào thì vẫn khó đấy. Đâu, bây giờ bọn em là đang chờ đến ngày tòa xử đấy. À thế thì thôi, chuyện gì đến nó đến, các em chắc là không có nợ nần gì nhau. Cô tạt vào đời em một quãng thế rồi cô đi rồi, mình cũng đã từng có vợ, mình cũng được hạnh phúc trong vài tháng trời. Bây giờ ta không nhắc lại cái đó nữa, bởi vì chắc chắn là đã chờ tòa rồi, mình quỳ mình lạy và cô cũng đã còn chẳng thèm đói hoài. Và cô là cái người mà một nách một con như thế mà cô còn chẳng tiếc nuối gì, mình thì mình có gì mà phải đáng ngại. Sau này ổn định tinh thần đi, em tìm một ai đó mà để rất thực tế thôi. Ví dụ như mình cũng 35 tuổi rồi, mặc dù là mình cũng khỏe mạnh, có công ăn việc làm, đầy những người con gái hiền lành tử tế, thậm chí cũng còn gái tân gái tơ. Chỉ có điều có thể chắc là không đẹp như hoa hậu, không xinh như người mẫu thôi. Nhưng người ta chịu thương chịu khó, người ta đi làm công ty, làm Samsung, làm ở chỗ nọ chỗ kia, lương tháng 7-8 triệu. Ngày nay người ta lấy được mình, đối với người ta như thế là một sự đổi đời. Mình có thể nhắc nhở là sẵn sàng về đây mà làm bà chủ, ghi danh sách rồi thu tiền, vừa làm kế toán vừa làm vân vân bà chủ, đúng không? Vâng ạ. Em đi em bực mình lên, xong em cày và em làm, bây giờ em mở được thêm quán nữa. Ôi chứ tốt, đấy nó lại là động lực thôi. Đấy, người ta bảo rằng là giá như người khác ấy mà không có nghị lực ấy, mà vừa mới cưới vợ xong bị vợ đi như thế là lao vào nghiện hút, nghiện chích, hoặc bỏ nhà đi lang thang, hoặc là lại đi tìm gặp cô để gây sự đánh nhau, thì khó khéo ông vào tù rồi. Em là người tốt mà, có điều rằng là cái tốt của em phải đặt vào cái người người ta trân trọng. Chứ một người mà người ta lại cần cái gì đấy mạnh mạnh cơ, cần cái hư hư cơ, cần những người đàn ông để biết nói tục, cần những người đàn ông để uống rượu như uống nước, xong rồi lên giường thì như con hà mã chẳng hạn, biết đâu được thế. Còn trong khi mình thì cứ trong veo như giọt nước. Cái tốt của mình ấy, tìm một người con gái xứng đáng trân trọng để trao. Em ban nay anh có hỏi là về sức khỏe nọ kia cái thứ mà thấy em khỏe mạnh rồi lại còn làm ăn được như thế thì đúng là cái số thôi nha. Vâng, xin gửi lời chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đắk Lắk ạ. Em nghe chị. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy? Em mất khoảng 2 năm nay này, em yếu sinh lý hơn từ hồi xưa là thanh niên đó nè. Em cũng nói chung là mình cũng bình thường cũng có bồ, nhưng mà với là chị hồi đấy chưa xác định lập gia đình á. Vâng. Là thời đó là sinh lý cứ gặp như gặp những bạn gái mà thì mình không có bán trao mà không có làm gì được, mà khi lập gia đình thì em bữa nay là 3 đứa con rồi. Vâng. Cách này 2 năm nay là yếu hơn hẳn đấy, tại vì vâng, cái thời điểm mà vợ em đứa đầu, đứa thứ hai, đứa thứ ba mà có bầu với ấy là vợ em nó không quan hệ được á, nên thành ra là em hay thủ dâm á, thành bây giờ khoảng 2 năm nay là yếu hẳn đấy. Mà vâng, em cũng có đi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược thành phố ấy, Đắk Lắk á, nhưng mà người ta cho cái thuốc 7 ngày thuốc bôi á, thì em về em không thấy hiệu quả gì. Em muốn hỏi chương trình á, hỏi bác sĩ thử ở Đắk Lắk thì có chỗ nào khám tốt hơn để em đi khám cho nó chính xác hay gì. Vâng, anh năm nay 48 tuổi và 2 năm trở lại đây thì cảm thấy là mình yếu đúng không ạ? Vâng, yếu hơn ai? Yếu về vấn đề sinh lý. Câu hỏi của anh xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn, xin mời ạ. Chào bạn. Thế khi yếu sinh lý của mình thì mình đi khám ở Đắk Lắk ấy, họ có làm xét nghiệm hay là những cái gì không? Họ chỉ làm một xét nghiệm thôi, người ta nói là rối loạn cương chức năng tình dục.
Nên là người ta cho thương là 7 ngày về bôi á, nhưng mà em 7 ngày bôi thì em cảm thấy không có khá tiến triển gì hết. Rồi, bây giờ mình nói về cái việc của mình đã. Thứ nhất là tuổi của mình là 48 tuổi. Tức là về cái sức khỏe chung ấy, là bắt đầu nó cũng không còn sung sức như là cái thời 35, 40, 45 nữa rồi. Nhá, và lại rơi vào cái hoàn cảnh là 2 năm trời rồi thì cái đời sống tình dục của mình là mình cứ thủ dâm. Mà khi thủ dâm ấy thì thông thường là xuất tinh rất sớm, rất nhanh, đúng không? Dạ. Thủ dâm thì này lâu chị ạ. Thủ dâm thì có khi 10, 15 phút là nó ra rất là nhiều, nhất rất nhiều là tinh dịch á. Nhưng mà quan hệ thì trong một khoảng 2-3 tháng thì mới được một lần, còn là đỡ chứ còn hầu như là cứ bình thường mà em với vợ em bắt đầu thì vợ em ý là chưa đến lúc ấy thì này của em không quan hệ được. Lại để xuất tinh, nếu mà có quan hệ được thì là xuất tinh, vô được ý xíu là xuất tinh. Tức là mình lên nhanh và xuống nhanh quá, đúng không? Dạ. Không đợi được vợ để mà cùng gặp nhau. Thế và sức khỏe chung của mình thì có vấn đề gì không? Thì em cũng đi khám này không có bệnh dạ dày thôi, chứ còn bệnh gọi là trào ngược dạ dày thôi chứ không có bệnh gì hết. Và có điều trị thuốc không? Dạ, cái điều trị thuốc thì khoảng cơ một năm thì được 1-2 lần, nó đau quá em mới lên bác sĩ uống khoảng 10 ngày rồi là bớt. Rồi, thế cái tình cảm vợ chồng ấy đắm thắm mơ mộng không? Dạ em thì hai vợ chồng thì cũng bình thường mà. Ý là cái hồi xưa thì vợ em thì nó trẻ hơn em 11 tuổi á. Bây giờ hồi xưa thì vợ em thì nó cũng đôi khi nó có hơi một chút vô tâm đó, là khi ngày xưa thì hồi em còn khỏe thì lúc em đòi hỏi thì cô ta không, ý là không đủ thì em cứ phải thủ dâm, thành ra mà đến cái tuổi giờ thì mỗi lần mà như vậy, ý là cô trẻ hơn thì cô cũng thỏa mãn, mỗi lần làm như vậy cô cũng thỏa mãn, thành ra là cái chuyện đó thì cũng không được thoải mái. Không đáp ứng được cho cô lắm, đúng không? Thế và bản thân em thì khi mà gần vợ, tại vì em nói là em thủ dâm thì nó được rất lâu ấy, thế nhưng mà gần với vợ thì không được lâu. Vậy thì cái khi mà gần vợ em có bị áp lực không? Thì có lúc cũng không áp lực đâu, nhưng mà nói chung là mình tuổi lớn rồi, mình áp lực mỗi cái là bây giờ muốn làm cho vợ thỏa mãn lần nào rồi. Lâu lâu mới được một lần thôi, cứ khi 2 tháng, 3 tháng mới được một lần vợ thấy cảm thấy thoải mái, còn hầu như là không có thoải mái. Vợ mà cứ ấy là mất công nó cứ vợ nó cứ buồn á. Vợ nó kêu là mất công, cứ vẫn một lần em làm như vậy, đến cái độ mà vợ em nó hứng lên cao trào lên thì lại em lại không quan hệ được, thành vợ nó cũng không thích. Thế thì mình có cái cách nào để mà tức là kéo dài cái việc cương dương lên không? Chị nói sao? Tức là biết rằng là chắc là em cảm nhận được, đúng không? Khi mà mình kích thích, mình hưng phấn thì nó lên cao, và em cảm nhận được rằng là nó sẽ sắp xuất tinh đấy, thì em làm cho nó gián đoạn lại và em lại tiếp tục một cái lần khác nữa, tức là lại từ bé bé xong là lớn dần để mà tiếp tục ca hai, bởi vì em với vợ em là nó chênh lệch nhau tuổi ấy, và cũng từ đó là nó cũng chênh lệch nhau về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tình dục. Thế và bình thường thì cái sinh lý tình dục của cái người phụ nữ nó thường chậm hơn. Từ cái giai đoạn khởi động cho đến lên đỉnh ấy thì nó cần thời gian dài. Tức là họ cứ đùng đỉnh thế, còn mình thì lại nhanh quá cho nên không gặp nhau ở đỉnh được, đúng không? Vậy thì bây giờ là phải có cách. Một là làm cho vợ đi nhanh hơn bằng cái cách là yêu thương nhau từ trước khi lên giường ấy, vợ cảm thấy chồng mình tuyệt vời rồi, lãng mạn, đó là đã bắt đầu cái giai đoạn dạo đầu rồi. Tức là cái giai đoạn dạo đầu em sớm hơn một chút và kéo dài thời gian đấy, và em sẽ gặp được vợ ở cái đỉnh. Thế cách thứ hai nữa là đến khi mà mình sắp đến đỉnh rồi mà cô ta vẫn ở lưng đồi thì mình dừng lại. Có cái kỹ thuật, có cái cách nào đấy mình dừng lại, mình không lên đỉnh vội, và mình lại bắt đầu một cái chu trình mới ấy, để kéo dài cái thời gian để đợi cho cô lên đỉnh cùng với mình. Đấy là hai cái cách để mà hai vợ chồng hòa hợp với nhau ấy, đi cùng chặng đường với nhau. Thế và còn một cái nữa là nó có thể chi phối tình cảm của em, tức là nó làm cho mình đi nhanh quá ở cái là áp lực tâm lý. Em nói là khi mà em thủ dâm thì nó lại được lâu, bởi vì em không có lo sợ gì hết ạ. Một mình em tự sướng, đúng không? Và em cứ ung dung tự tại như vậy. Đấy, thế còn với vợ có thể ra, mới làm thế nào cho vợ sướng nhỉ? Một tháng này rồi, vợ cằn nhằn thế này thế kia.
Thế và những cái đấy nó cũng chi phối, nó cũng là cái áp lực tinh thần mà nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc đó, đúng không? Dạ. Cái thứ nhất là em đi khám thì người ta nói em là rối loạn cương dương. Nhưng bây giờ phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Chị với em vừa mới tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa của đó, nhưng mà mới chạm vào được một chút thôi. Đó là yếu tố tinh thần mà mình đi ra trận mà mình lại cứ lo âu, thì nó làm ảnh hưởng đến cái tổng tấn công của mình. Đấy là yếu tố tâm lý. Và để giải quyết yếu tố tâm lý này thì cũng cần nói chuyện rất là cởi mở với vợ, phối hợp với nhau bằng cách nào. Đấy. Dạ, em cũng nghe nhiều chương trình, em cũng nghe những chuyện nó cũng giống vậy. Mà nói về vợ em thì cái chuyện đó thì mà đòi hỏi thì nó nói, còn bình thường thì cái chuyện đó là nó tâm lý phụ nữ thì nó cứ nghĩ là nó ngại, rồi nó cứ kêu là do ông chứ không phải là do tôi, thành ra là em lại càng bị áp lực đấy nhiều hơn. Thế thì đấy thì mới phải nói chuyện là thì dạo này anh cũng kém rồi, cho nên là cần phải sự phối hợp của hai người đó. Thế cái thứ hai là em tìm một cái trung tâm nam học để tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của cái rối loạn cương dương là cái gì. Ví dụ như là nội tiết sinh dục của em nó bị suy giảm, và lúc đấy bác sĩ sẽ bổ sung. Như hiện nay thì chỉ là bôi ở phía ngoài, nó có tính chất bôi ngoài da, nó chưa tác động được vào sâu cái hệ thống nội tiết của em ở bên trong. Và cái hệ thống đấy là cái việc là điều khiển cái hành vi tình dục của em nhá. Vì vậy em có thể tìm hiểu xem là khoa năm học, xong là ở cái tỉnh Đắk Lắk nó có ở đâu đấy, thì rồi em đi khám để tìm rõ nguyên nhân là gì. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp cho anh trang bị thêm được kỹ năng để giúp cho cuộc sống của vợ chồng trở nên hòa hợp hơn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, xin chào thính giả. Vâng, tôi nghe đây. Em có một chút cái câu chuyện về tình cảm của mình, em muốn được tâm sự ấy. Vâng. Là chị ạ, em có gia đình rồi chị ạ. Vâng. Và em có đi làm thì ở công ty của em thì cũng có một anh cũng có gia đình rồi. Và anh ấy thì cũng là đồng nghiệp, cũng là quản lý trực tiếp của em ấy. Vâng. Thì thực nói thật là anh ấy thì chưa bao giờ nói là có tình cảm với em đâu. Thực sự là anh ấy cũng quan tâm với em rất là nhiều. Vâng. Thì em không có cái tí tình cảm nào với anh ấy cả. Em chỉ có trong công việc với anh ấy thôi, còn ngoài ra trong cuộc sống thì em không tâm sự hay không quan tâm gì đến cuộc sống riêng của anh ấy. Và vâng, em cũng không tâm sự cuộc sống riêng của em. Nhưng thực sự là anh ấy quan tâm đến em ấy. Thì em muốn được nói chuyện với cả chuyên gia để chuyên gia khuyên em là em nên xử sự tiếp như thế nào. Vì là theo em hiểu thì cái tình cảm của anh ấy vẫn không có cái dấu hiệu là suy giảm đi ạ. Vâng. Thế là em muốn được tâm sự với cả em muốn hỏi chuyên gia là trong cái mối quan hệ này thì em có đang sai không nhá? Vâng. Bạn cũng đang rất là bối rối. Thực ra anh này là đồng nghiệp cùng cơ quan đúng không ạ? Anh sếp à? Vâng, vừa là đồng nghiệp cũng vừa là anh quản lý trực tiếp. À, quản lý trực tiếp. Vâng, mình cũng rất là khó xử. Biết là anh ta có tình cảm với mình. Về phía mình thì không có chút tình cảm nào, và cũng chỉ muốn dừng ở cái mức độ là đồng nghiệp và cơ quan thôi. Tuy nhiên thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều những cái cách ứng xử, rồi những cái chuyện mà mình rất là khó xử đúng không ạ? Vâng, anh Ninh Đoàn đã lắng nghe câu chuyện của bạn. Anh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh. Rồi, chào em gái. Em chào anh ạ. Ồ, 20 mấy rồi? Anh ơi, em 36 tuổi ạ. À, 36 rồi, ôi giọng trẻ thế. Lấy chồng lâu chưa? Cháu lớn chưa? Em lấy chồng được 11 năm ạ. Cuộc sống vợ chồng bây giờ thế nào? Anh ơi, em rất là hạnh phúc với chồng, với cả con em ạ. Em không có vấn đề gì về chồng đâu ạ. Chính vì như thế nên là em cũng chưa bao giờ mà để cho bản thân mình là để cho mình phải sa ngã. Em cũng rất là cố gắng để giữ gìn ấy. Rất thế tốt. Nhưng mà chị em cảm nhận là anh ấy cũng rất là chân thành chứ không phải là không. Bởi vì nếu như muốn là lợi dụng với em ấy thì em cũng chẳng có gì để anh ấy lợi dụng đâu. Rồi. Nhưng mà để tin anh ấy hoàn toàn ấy thì em cũng không tin. Bởi vì là một người đàn ông có gia đình mà đối xử tốt với cả một người phụ nữ có gia đình thì chẳng được cái gì cả. Đối xử tốt nghĩa là đối xử thế nào? Bởi vì rất nhiều bạn gái và người phụ nữ cứ hay mắc cái bệnh dầu trí tưởng bở. Đàn ông nhiều người tốt lắm, nhất lại là còn làm sếp nữa, người ta rất quan tâm đến nhân viên, thậm chí là nhắc em mai gió mùa đông bắc đi ăn mặc thế này là lạnh, thậm chí là chưa ăn gì thì nếu mà không ăn cơm thì hay là order bún với phở miến về mà ăn, rồi có muốn ăn trưa cùng anh không, anh rủ, tất cả cái đấy
Thật ra thì người ta đang muốn chăm một cô nhân viên, một cái người cấp dưới trong mình thì cứ nghĩ chắc yêu rồi, chắc thích rồi. Em kể một chút đi, anh ấy quan tâm thế nào? Vâng, anh ấy cứ quan tâm đến em 5 năm nay rồi anh ạ. Khi mà vẫn còn mới vào làm ấy thì em chưa biết được tình cảm của anh ấy. Thì anh ấy cũng hay gọi điện chia sẻ với em các thứ về công việc thôi. Thế xong rồi dần dần là tối đến là anh ấy thì chúc em ngủ ngon, rồi buổi sáng là những cái tin nhắn. Nhưng dần dần đến khi em cảm nhận được anh ấy quan tâm em là em chặn hết số điện thoại với tin nhắn. Đại khái là bọn em không kết bạn trên một cái gì cả. Anh ấy không thể nhắn tin gọi điện được cho em mà bọn em chỉ có gặp nhau được ở cơ quan thôi ạ. Tóm lại gặp ở cơ quan thì anh ấy làm gì? Sáng đến thì anh ấy cũng cứ mang đồ ăn sáng đến cho em này. Xong rồi những ngày lễ hay là cái ngày của phụ nữ anh ấy tặng quà mà mới đầu thì em cũng vùng vằng lắm. Em khó chịu, em tỏ ra ý ra mặt ý là đừng tặng quà cho em. Thậm chí em còn vứt quà trước mặt anh ấy. Xong anh ấy lại nhặt lên, anh ấy bảo em là nếu như mà em muốn vứt quà của anh ấy thì em có thể mang đến chỗ nào mà anh không nhìn thấy thì em hãng vứt. Còn nếu như mà để anh nhìn thấy thì em vẫn sẽ tiếp tục để nhặt lên để tặng cho em. Tức là tại thấy em nói thì em tỏ thái độ như thế nào anh ấy cũng kệ. Nhưng chỉ khi nào mà em tức quá rồi anh ấy biết là em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đừng có xuất hiện trước mặt em nữa. Thì anh ấy sẽ mất hút luôn, đến tầm trưa trưa anh lại đến xong ạ. Anh lại xuất hiện trước mặt em với một hộp cơm này, hay cái bánh mì này, hay là một chai nước ép này. Đại khái là 5 năm nay là như thế rồi anh ạ. Em không muốn nói một câu gì nữa, mà em kệ, anh ấy muốn làm gì thì làm ấy. Thứ nhất là anh ấy chưa làm điều gì sai em ơi. Anh ấy không có bờm sơm, anh chưa tỏ tình là anh rất thích em. Đêm anh ôm vợ anh mà anh vẫn nghĩ đến em. Cái chuyện mà người ta có quý mình, người ta lấy cho hộp cơm mình ăn trả ăn thì thôi. Và em rất là cảm ơn anh cho hôm sau thì để trả nợ. Mình lại gọi hai hộp, mình lại gửi cho anh một hộp thì có làm sao đâu. Ngày 8 tháng 3, ngày sinh nhật anh tặng hoa thì rất là cảm ơn. Bởi vì người bạn trai mới quen người ta còn tặng được. Huống chi như đây sếp nam tặng mình, cứ nhận rồi cảm ơn. Ngày nào sinh nhật anh mẹ tặng anh cái áo sơ mi hay là cái cà vạt. Có phải thắm tình hữu nghị anh em không? Nhưng anh cứ lại tìm cớ để ở một mình với em ấy. Ở một mình thì mình biết rồi, đàn ông người ta thế thì mình thấy rằng là các nhân viên khác trong phòng về rồi thì mình cũng lấy lý do đi chống mà mình về. Anh ấy làm sếp thì anh có ở lại, anh ấy lấy lý do là anh ấy căn dặn mình điều nọ điều kia. Trừ trường hợp thế này này, nhắn tin bậy bạ này, gợi tình gợi dục này, rủ đi nhà nghỉ này, mình về có cuộc sống gia đình rồi mà bây giờ rất phiền nhiễu mình thì mới nói rằng là em rất mong anh phải giữ đúng mực thế nọ thế kia. Bây giờ em chả nói cái gì được. Vâng, xong là có những hôm mà em đi ăn với cả đồng nghiệp ấy, thế anh ấy cũng chẳng biết bằng cách nào, anh ấy cũng biết rồi. Trời mưa gió, anh ấy cũng đến ở trước cửa cái quán em ăn đấy, anh ấy đứng ở ngoài đường mặc áo mưa, xong rồi mang áo mưa để ở xe cho em, xong rồi anh cứ lúc cút đi theo sau em từ đấy về nhà thế. Xong rồi hôm sau ấy, thì anh ấy bảo em là lần sau đi thì đừng về muộn như thế. Còn anh thật sự biết em đi ra ngoài thời đấy anh lo lắm. Anh bảo thế, xong rồi em nói luôn là đừng phải quan tâm đến em nữa. Ngoài công việc ra em với anh ấy không có một cái gì cả. Em không muốn có một cái gì liên quan đến anh ngoài công việc cả. Anh ấy bảo em là nếu sau này ấy, một là anh chết, hai là anh tâm thần, ba là anh mất trí thì anh sẽ không quan tâm và không nghĩ đến em nữa. Còn lại là anh còn sống trên cõi đời này thì anh chỉ cần muốn được em vui vẻ với cả bình yên. Anh không cần gì nữa cả, chỉ cần thế thôi. Rồi. Cái ấy là cách thả thính của những người rất khôn ngoan. Nếu con cá nào cắn đớp thì chết, còn nếu không thì thính tao cứ thả, chứ nào tao có giật gì vào đầu mày đâu. Cho nên em nói như thế là được rồi, nhưng cũng không nên quá thô, không nên quá một cách nó giống như vứt hoa tẹt vào mặt người ta xong rồi người ta nhặt lên đó. Mà mình cũng 30 mấy tuổi đầu rồi, cũng có phải cái gì cô gái 18 đôi mươi mà áo nghẹo nũng nịu đúng không? Vâng. Nhớ rằng đây là sếp, ngoài cái tình nọ tình kia còn có tình đồng nghiệp, tình bạn bè ứng xử nữa. Nhiều người người ta cứ cười cười vui vui, quà ta cũng nhận, hoa cũng nhận, trời ơi được làm nhân viên dưới sếp này kể cả em có tăng ca em cũng sẵn sàng em làm. Sếp tâm lý quá cơ, xong rồi mình đừng có tỏ ra vùng vàng giận dỗi, đừng có nói rằng anh đừng theo em với lại em không dành tình cảm cho anh. Mình cứ nói một cách cứ như là vô tư đi, coi như đây là ông sếp rất là ga lăng, ông sếp rất là lịch sự, thế thôi, đúng không? Nhưng mà trong tất cả mọi người, ai nhìn thấy ánh mắt của anh ấy cũng biết là anh ấy dành tình cảm cho em không thích. Mắt người ta thì kệ người ta, bây giờ mình làm sao được? Chẳng lẽ là bỏ nó anh phải đeo kính vào, nhưng em không muốn nhìn cái mắt ấy à?
Em cứ cảm thấy mình có lỗi với chồng. Em không có lỗi, giá mà thấy anh như thế mà mình bảo bắt đầu mình rung động, xong một hôm nào anh rủ đi nhà nghỉ mình cũng đi, hoặc là tối mình cũng nhắn tin là thật ra em cũng có tí tình cảm với anh, thì mình có lỗi chứ. Còn thì mình xinh mình đẹp thì ra ngoài đời chẳng anh ấy thì một anh khác người ta quý mình cứ có lỗi với chồng thì không sao cả. Đấy là một niềm tự hào của một người con gái, rằng là mình cũng ba mấy tuổi, cũng có chồng có con rồi, vẫn có người ta quý, người ta để ý, chứng tỏ là mình cũng không đến nỗi nào. Thế thôi, còn bây giờ thì cứ thể hiện sự tự tin và đúng mực, quan trọng nhất là đúng mực. Thôi cứ cho rằng là anh ấy là người tinh đời, nhìn ra mình có những cái nét duyên thầm, duyên đẹp và người ta quý. Thế còn người ta quý là quyền của người ta, và cái quyền không đáp lại là quyền của mình. Nhưng vẫn cứ cười, quà vẫn nhận, hoa vẫn nhận, vẫn cảm ơn sếp. Mình đừng có cảm ơn anh rồi anh cứ quý em quá em khó chịu, em cảm ơn sếp, cứ nói sếp đàng hoàng. Và hôm nào đến ngày lễ ngày Tết mua cân cam cân kiếc để cho em gửi về cho chị với các cháu ở nhà, thỉnh thoảng lại có tí nước mắm ngon này biếu anh lít nước mắm vì có người bạn ở trong Phú Quốc gửi ra. Trời ơi, mình ăn miếng thì mình đáp lại, mình không ăn không của ai cái gì, anh ấy hiểu mà. Và không mua quà cho anh cứ gửi quà cho chị, đấy là một cách rất khéo léo để nhắc nhở rằng là cẩn thận không em bảo chị đấy nhá. Vâng, chắc hẳn là bạn cũng đã tìm được cái cách ứng xử phù hợp mà cho mình rồi chứ ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vâng, vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng. Alo, xin chào thính giả. Dạ, muốn hỏi cũng như là uống thuốc ngừa thai á, rồi khoảng gần 4 năm mà giờ muốn để sanh em bé á. Vâng. Rồi như giờ sanh là cũng như ngưng thuốc bao lâu mới để có bầu được? Rồi như mình để có bầu rồi sanh sau này có bị ảnh hưởng gì về em bé không á? Vâng, câu hỏi của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhá. Bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Chị chào em. Dạ, em chào bác. Có em bé nào chưa? Dạ, có được 11 tuổi, một bé trai rồi. Thế à? Thế mà giữ kế hoạch lâu thế? Dạ, tại vì cũng gia riêng tư rồi, nó ngay cái kinh tế nó cũng không được thoải mái rồi, cho nên con sợ nuôi không nổi. Thế là mình uống thuốc ngừa thai hả? Và bây giờ thì mong muốn có con rồi. Em hỏi cái điều đấy rất là đúng đấy. Bởi vì mình đã uống 4 năm rồi. Thế và bây giờ muốn, nếu như mà ngừng một cái mà mình quan hệ luôn ấy, thì cái hàm lượng thuốc nó vẫn còn ở trong cơ thể mình và nó có thể làm ảnh hưởng đến em bé. Nhá. Vì vậy trong thời gian mà mình, tức là mình có kế hoạch đi, thì ít nhất mình nghỉ lấy 1-2 tháng và mình áp dụng cái cách khác để mà tránh thai ấy. Ví dụ như là bảo ông chồng, thôi mình cứ dùng cái câu nôm na để cho em sạch sẽ cái thuốc tránh thai trong người, cho nó đào thải hết ra ngoài đi đã, rồi lúc đấy mình mới có bầu thì em bé nó đỡ ảnh hưởng. Thế và đấy, và có thể nói anh chịu khó mang bao cao su hoặc là xuất tinh ngoài âm đạo, nhưng bao cao su thì nó chắc chắn hơn nhá. Đấy, thế chứ còn nếu mà không thì nó cũng ảnh hưởng đến con nhá. Con lo, con không dám để sanh, con sợ có gì đấy em bé ha. Đúng rồi, thế cho nên ngừng lại một thời gian, áp dụng biện pháp khác để mà chưa có con ngay vội, tức là không uống thuốc đúng không, và đợi sau đấy ở tối thiểu 1-2 tháng đấy, thì rồi có em bé nhá. Và cái cách để mà giữ tốt nhất là ông chồng mang bao cao su nhé. Cảm ơn. Dạ vâng, chúc chị giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Vâng, cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có một chuyện như này ạ. Đó là em làm và sinh sống ở Bắc Cạn. Vâng. Vợ chồng em thì đã ly hôn được chính thức là 3 tháng rồi, ly thân từ lâu rồi ạ. Vâng. Lúc em sinh bé thứ hai ấy, thì là chồng em có đi ra ngoài linh tinh đấy, có người thứ ba đấy. Vâng. Thì là em phát hiện ra, xong rồi là từ đấy về thì tình cảm vợ chồng giảm nứt. Chồng em cũng mấy lần vẫn kéo lại, nhưng mà em thật sự lúc đấy không chấp nhận được ấy. Và cứ thế là tình cảm nó nhạt dần. Trước khi mà ly hôn 3 tháng ấy, em có quen một anh qua cái ứng dụng hẹn hò. Anh đấy không phải người ở Bắc Cạn mà anh ấy là người ở xuôi. Anh đấy có lên Bắc Cạn để công tác và làm việc ở trên đấy. Anh cô ấy cũng xa vợ con. Thì bọn em gặp nhau qua Facebook xong cũng có hẹn hò nhau ở ngoài ấy. Vâng. Anh đấy thì chưa bỏ vợ. Bây giờ thật sự là em không muốn tiếp tục ấy. Vâng. Từ lúc yêu chồng em được 1 năm thì em cưới, đến bây giờ là được 12 năm. Vâng. Nhưng mà tình cảm lâu dần cũng quên rồi.
bây giờ em yêu anh này thì cảm thấy tình cảm của anh này nó lại như là mình mới yêu chồng mình hồi xưa ấy, có nghĩa là lại cái cảm giác yêu ấy, thật sự là rất là muốn khó quên. Thế nên em nhờ chương trình tư vấn hộ em với anh đấy thì cứ bảo là anh đấy với vợ anh đấy không còn tình cảm. Vâng. Nhưng mà bên anh đấy cũng mới lên đấy công tác. Em thì có 2 con, anh đấy cũng có 2 con. Em có 1 trai 1 gái, còn anh đấy có 2 con gái. Vâng, thì tôi hiểu câu chuyện của bạn rồi ạ. Thực ra bây giờ bạn cũng vẫn đang rất là phân vân đúng không ạ? Và khó xử giữa 2 cái mối quan hệ như thế này. Câu chuyện của mình sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện và chia sẻ với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Mình ly hôn với chồng chính thức rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Xong 2 con thì bây giờ ở với mình theo bố hay đứa theo bố? Thật ra thì em ly hôn rồi nhưng mà vẫn ở gần nhà ông bà nội. Và khi mà em trẻ con nó cứ chạy qua chạy lại. Vẫn lấy lại em 2 đứa thì ra tòa thì mỗi người nuôi 1 con. Vợ chồng em bỏ nhau nhưng mà con cái các thứ thì vẫn cho đi lại cả 2 bên, không có ngăn cấm như thế nào rồi, đấy. Rồi, thì 2 đứa vẫn ở với em. Tốt. Tại chồng em đi thì bỏ nhau thì làm chồng em để lại nhà và 2 con, còn ông chồng em lại về ở ông bà nội cách đấy 1 cây thôi ạ. Rồi, ngoài cái việc anh ấy có bồ bịch cái dịp mà mình sinh đứa thứ hai ra thì còn lại thì các thứ khác có được không? Thật ra là em thì lại rất ghét là hút thuốc, chồng em thì lại hút thuốc rất là nhiều, với lại nhiều những cái chuyện nhỏ thôi anh ạ, ví dụ như mà anh đấy không quan tâm này. Yêu nhau cưới nhau 10 mấy năm nhưng mà vào ngày lễ hay ngày Tết gì thì thật ra là ở em ngoài thành phố đấy, bạn bè đi hẹn hò rồi chúc nhau các kiểu, như chồng em có thể chúc hết tất cả mọi người ngày lễ ngày Tết nhưng mà trừ vợ ra là em chưa bao giờ nhận được một câu chúc nào của anh cả. Hoặc là anh đấy có thể đi cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng mà với vợ thì anh đấy lại chưa một lần là tổ chức sinh nhật cho vợ đấy. Cái việc quan trọng nhất là anh đấy hút thuốc, là khi mà gần gũi vợ chồng ấy thì em thấy nó không được thoải mái, nó cái mùi thuốc mà mùi không đánh răng nó kinh lắm, thế nên là lâu dần em cảm thấy nó tình cảm nó nhạt nhòa từ lúc mà em sinh cháu thứ hai ấy. Lại cộng thêm thì cái việc anh có bồ có bịch lăng nhăng ở ngoài nữa, thành ra như một giọt nước tràn ly. Trước đấy thật ra tình cảm nó cũng nhạt phai rồi, cũng không phải do cái gì đấy quá lớn nhưng mà nó cứ cái lặt vặt đúng không? Làm cho mình cứ khó chịu đi. Hiện tại thì cái anh bạn người ở Nam Định mà công tác ở trên đấy, vợ con thì ở dưới Nam Định đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất, cái việc anh ấy kể rằng là vợ chồng anh ấy không hạnh phúc và chỉ có gặp mình anh mới thấy tìm được tình yêu, những cái bài này nó cũ lắm. Muốn cặp bồ thì cũng phải nói là mình bất hạnh, mình khổ sở rồi. Ngày xưa lấy nhau không vì tình yêu rồi, vân vân. Nhưng mà thật ra thì chưa chắc đã thế. Đấy là một. Em cũng nghĩ thế, nhưng mà trong lúc gặp anh đấy là cái tình cảm em gặp anh đấy tháng 2 vừa rồi, lúc đấy là em đang nộp đơn và lúc đấy thật sự là tình cảm em đang suy sụp. Anh đấy an ủi rồi các thứ tình ấy, nên là tự dưng em lại dành tình cảm cho anh đấy quá sâu đậm luôn. Thật ra cũng chả phải sâu đậm gì đâu, nó có gì mà sâu đậm, chẳng qua mình đang chết đuối và bỏ đói quá lâu. Nay lại gặp được cái cọc, xong mình tóm lấy, mình nghĩ đây là cứu phiêu, cứu phao. Nhất là ông chồng lại là cái người mà chúc hết mọi người, riêng vợ không bao giờ chúc cái gì, không đó nói một lời tử tế. Chắc gặp anh này thì dẻo mỏ chứ hả? Lịch sự quan tâm chứ đúng không? Dạ vâng. Ừ. Nói chung anh đấy cũng là giám đốc của một cái công ty ạ. Rồi, chắc chắn là anh chả bỏ vợ đâu, anh sẽ nhị nhàng nhị ạ. Em đang rất cũng muốn là dứt bỏ, nhưng mà đấy cứ mỗi lần em cũng bảo là thôi, nhưng mà anh đấy cứ bảo là đấy. Anh thế nọ thế kia, bây giờ anh công việc rất áp lực, em lại cứ như thế thì anh thế nọ thế kia ấy. Việc anh ấy áp lực, thật ra chả có mình thì anh ấy cũng sống được. Anh mới gặp mình có mấy tháng nay, chứ trước đây anh công tác bao nhiêu lâu, anh là sếp, anh cũng đầy cô. Người ta cũng đủ khôn ngoan để người ta cân bằng cuộc sống của người ta, chẳng đến nỗi mình mới chen vào thôi mà, đúng không? Mình là người phụ nữ đã bỏ chồng vì lý do lớn nhất, đó là anh ấy lăng nhăng. Bây giờ không có thể mình lại dẫm vào cái vết chân ấy được. Thực ra mình cứ gọi trắng ra là hiện nay mình đang cặp bồ với một người đàn ông có vợ, đúng không? Đúng ạ. Tuy nhiên thì trong trường hợp của mình nó sẽ dễ hơn vì mình là người phụ nữ đơn thân. Nó sẽ không giống như chồng mình là lúc đang có vợ mới đi cặp bồ ngoài. Có lẽ nó cũng được an ủi một chút, nó cũng vui một chút, nhưng mình luôn luôn áy náy. Cái lương tâm nó cắn rứt suốt ngày đêm, đúng không? Vâng. Chả biết ông này ông lừa, chắc đến với mình cũng chỉ để là gạ gẫm nọ kia, để lấp những cái trống trải khuây khỏa. Chứ còn thì đàn ông nó khôn lắm, nó vun vén tiền bạc, nó giữ cái ghế của nó phải giữ trước nọ trước kia. Nó không muốn cặp bồ lăng nhăng, nó không muốn đi gái gú ở ngoài, nó sẽ ảnh hưởng thôi. Mình thì là vân vân. Thật ra ông cũng nắm được mình đang có chồng xong, vừa ly hôn xong, phụ nữ dễ chống chênh chống chênh, và tán một cái người đang chống chênh chánh choáng ấy dễ đổ hơn, mà thậm chí chưa hích vào đã đổ, giống như người bị uống rượu say mà vài chén rượu đi đã chân đam đá chân chiêu rồi thì nó hích khẽ là cũng đổ thôi. Cho nên mình đổ là nó có hoàn cảnh khách quan nó đưa đẩy thôi.
những gì đã chót xảy ra rồi thì cũng không sao, mình cũng xác định là mình bây giờ mình không có chồng thôi, cũng vì mình cô đơn, cũng vì mình khó khăn cho nên mình tìm đến một cái chỗ như thế. Nhưng mà về lâu dài không thể thế được. Một người khát nước thì phải uống nước sạch chứ không thể uống nước bẩn. Ngay bây giờ là em cũng muốn thôi nhưng em không có cách nào để thôi được anh đấy, thật sự luôn ạ. Bởi vì em cũng là người có học, thật sự là xảy ra những cái việc gì các thứ thì em cũng rất là ngại. Cái khó nhất là cai nghiện ma túy mà rồi cũng đã có người thành công, nhưng mà nó phải có kỹ thuật. Thực ra em bây giờ mà em muốn cai anh ấy thì không nhất thiết là phải cai bụp một cái, đúng không? Một người đang nghiện ma túy mà bảo bây giờ là ngày mai là trói vào cột xong rồi bỏ đói thuốc là có khi lên cơn dẫy dẫy sùi bọt mép lên. Khó lắm. Thế thì chữa theo kiểu cai theo kiểu giãn dần dần mà giãn từ từ, giống như mấy anh cai thuốc lá thôi. Thay vì một ngày hút một bao thì rút xuống là một ngày hút nửa bao, xong rồi tuần sau nữa thì rút xuống là một ngày hút có 3 điếu thôi, xong đến 2 điếu rồi đến 1 điếu. Từ cái việc một ngày hút có 1 điếu thuốc chuyển sang một ngày không hút nữa nó dễ dàng hơn là việc đang một ngày làm cả bao bây giờ phải ngừng. Đó. Hơn nữa là cũng cần để cho thời gian nó nguôi ngoai cái mà mình vừa mới vồ được này này. Còn đang rất là hào hứng vì mình bao nhiêu năm nay mình khổ sở, mình chẳng gặp được một người đàn ông nào quan tâm và nó lại sâu nặng như cái anh này. Thành ra mình đánh giá rất là cao. Đấy, thì cũng để cho nó nguôi ngoai. Rồi dần dần, giãn từ từ. Mình cũng đủ trưởng thành và đủ trí tuệ để biết là không làm những điều gì quá đà. Tránh trường hợp là để lưu lại những dấu vết. Vì mình cũng là cán bộ, mình còn đi làm, mình... Đừng để cho lưu lại ảnh nọ ảnh kia để clip cờ lung rồi tung lên rồi lúc ấy thì mất hết tất cả. Có như thế ạ, thế nên là em đã từng ngắt Zalo rồi, em chặn Zalo của anh đấy. Chặn nhưng không chặn thể chặn Facebook, được con nhưng người. Mà rồi đến lúc, có nghĩa anh đấy cũng lại quen biết bạn em ấy, bạn em thì không biết mối quan hệ của bọn em đâu, chỉ là làm ăn chỗ anh đấy với cơ quan em thôi thì chỉ bảo là đấy như thế, nhưng mà khi mà anh đấy lại lấy cái số của bạn em ấy, có nghĩa là không biết làm sao lại gọi xong rồi bảo là còn nhớ, có nghĩa là tin nhắn thôi chứ bọn em là đi với nhau là không có chụp ảnh, với cả ảnh chung bọn em cũng không có chụp, nhưng mà anh đấy bảo là đấy em phải biết là như thế, anh không thế nọ thế kia, đúng như anh nói đấy ạ. Đấy, không phải ảnh người mà ảnh qua những cái tin nhắn đấy, chụp cái ảnh cái đoạn chat với đoạn nhắn nhau, đúng không? Nhớ lắm rồi. Công nhận tối nay vui nhỉ, rồi em sướng lắm, những cái câu đó là cũng qua đấy lại thấy thêm bộ mặt thật rằng là cũng chả tử tế gì đâu, chỉ cần mình không cái là nó đã đưa dưa ra cái bài nọ bài kia để nó gài bẫy mình. Hết sức tỉnh táo cẩn trọng, tất nhiên là rút lui là mình cũng có thể chống chênh, nhưng mà thôi mình vừa mới phá căn nhà cũ đi, giai đoạn mà đang ở nhà thuê nhà trọ thì nó cũng vất vả một thời gian, dần dần mình ổn định mình sẽ xây được nhà mới thì nó sẽ dễ chịu hơn nhá. Chứ còn thì mối quan hệ này là lành ít dữ nhiều, mà càng lún sâu thì càng khó dứt. Vâng, chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống ổn định hơn nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Vâng, em cảm ơn anh, em cảm ơn chị ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn anh Linh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Vâng ạ, cháu xin chào bác ạ. Vâng, tôi nghe đây. Hỏi về sức khỏe của thằng cu nhà cháu. Vâng, tôi nghe đây, bạn nói đi ạ. Vâng ạ, cháu nó là tinh hoàn lạc chỗ, nhưng mà cháu đi phẫu thuật từ lúc 2 tuổi rồi ấy. Vâng. Bây giờ cháu đi kiểm tra lại thì một bên người ta là nó nhỏ, một bên nó phát triển nhỏ hơn một bên bình thường. Vâng. Thì bây giờ cháu muốn hỏi là cái bên mổ đấy thì nó không xuống hẳn đều được mà nó vẫn ở phần trên. Thì bây giờ cháu muốn hỏi xem là nó sau này nó có ảnh hưởng mà có phải mổ kéo cháu nó xuống nữa không ạ? Vâng. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Thế từ hồi mổ xong là có đi kiểm tra không? Cháu có ạ, cháu đi kiểm tra liên tục ạ. Nhưng mà một bên của cháu đấy người ta vẫn bảo là nó vẫn nhỏ hơn thôi, nhưng nó vẫn có nhân. Vẫn nhỏ hơn, thế nhưng mà đến bây giờ thì người ta bảo cứ đợi cho con nó lớn hơn. Bây giờ cháu mấy tuổi? Cháu 10 tuổi ạ. 10 tuổi, người ta muốn nói đợi là vì đến cái tuổi nó dậy thì ấy, thì các cái hormone nó sẽ hoạt động và cái lúc đấy các cái tuyến, đặc biệt là tuyến sinh dục của cháu ấy, nó sẽ được hiển lộ, như là nó vốn là như vậy, hiểu không ạ? Bây giờ có thể là một bên to, một bên nhỏ. To nhỏ là mấy cơ em? 5, 10 hay là 70? Cháu kiểm tra thì thấy người ta bảo chỉ nhỏ hơn một ít, nó tầm độ 70. Về kích cỡ thì là cái việc nhỏ hơn không đáng lo. Và em lại đi khám ở Hà Nội, em khám ở đâu nhỉ?
kiểm tra ở dưới viện nhi mà cũng mổ dưới viện nhi. Đó lại là ở bệnh viện trung ương nhá. Thì cái việc theo dõi nó rất là yên tâm ấy. Người ta còn biết được rằng à, cái tinh hoàn mà kéo xuống ấy thì nó có nhỏ một tí nhưng mà nó vẫn có nhân. Ý muốn nói rằng cái chức năng của nó bây giờ mà nói là không có vấn đề gì thì nó cũng sợ là hơi sớm, bởi vì người ta vẫn muốn đợi đến khi con dậy thì nhá, thì để rồi người ta quyết định. Có những bạn mà cả hai tinh hoàn nhỏ cơ, và bây giờ muốn can thiệp, ví dụ như muốn điều trị thuốc nội tiết ấy, thì người ta vẫn cứ là đợi đến lúc dậy thì, như là cái máy bắt đầu nó hoạt động xem nó như thế nào đó, và cái lúc đấy can thiệp thì nó là tốt nhất nhá. Vậy thì cứ bình tĩnh đi và 70 không thành vấn đề nhá. Gia đình cháu cũng chỉ lo là sau này cháu lớn lên nó ảnh hưởng đến thì cái việc lo đấy là mình cho nó đi khám và mình yên tâm rằng là con mình ở cái bệnh viện nhi đó là tốt nhất. Có thể sau này lúc mà nó dậy thì rồi ấy, mình lại phân vân thì cho đi khám hẳn nam học thì cơ, tức là chuyên về cái sức khỏe của nam ấy nó sâu hơn nữa. Thế còn lo sớm quá mà không cẩn thận lại nói cho con rồi dồn áp lực lên con nhá. Vâng, mẹ hãy đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe cho con nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em hỏi là em mới đẻ cháu xong được 6 tháng rồi. Em lại bị hơn một tháng nay em bị viêm màu vàng vàng là đi nước nướng ấy. Vâng. Thì em hỏi chương trình thì giờ cháu còn nhỏ thì em chưa đi khám được thì em chưa chữa chạy được gì ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Bạn mới sinh em bé được hơn một tháng hả em? Gần 6 tháng chị ạ. À, gần 6 tháng hả? Vâng. Con ngoan không em? Con em mình ngoan. Thế hả? Thế hả? Bạn được mấy cân rồi mà sợ còi? Thì con em lúc 5 tháng thì nó mới được có 5 cân 8 ạ. À, thế cũng rơi rói rồi. Dạ. Vâng. Nó cứ ngoan là được rồi. Vâng, ngoan mình tội còi để ốm một trận rồi đi. Em đã có hành kinh quay trở lại chưa? Em chưa. À, thế... Em đang hỏi chương trình tư vấn cho em này. Em mới thấy nó bị viêm ngà ngà màu trắng. Màu vàng vàng được hơn tháng này. Thế hả? Nó có ngứa hay là nó đau hay nó rát thì không em? Ngứa mới lại nó ra cái dịch màu ngà ngà vàng. Ừ, thế có khi là mình bị viêm cơ quan sinh dục rồi đấy. Sinh dục rồi vậy chồng em chưa ấy? Không, mình chưa quan hệ tình dục nhưng mà mình vẫn bị viêm bình thường mà. Ví dụ trời nó nồm này, hay là những hôm mà kiểu nó nóng quá, hay là nó thời tiết nó cũng làm mình khó chịu ý. Đấy, rồi mình có thể là mình giữ vệ sinh cơ quan sinh dục nó không tốt thì nó có thể bị viêm mà. Em phải biết là rất nhiều bạn trẻ thậm chí chưa quan hệ tình dục với ai bao giờ vẫn bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục bình thường mà em. Nhá. Tất nhiên là nếu như mà mình quan hệ tình dục thì cái khả năng nó lây bệnh nó sẽ cao hơn. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đang rất là ngại đúng không? Bây giờ đi mà đang nuôi con thì ngại chưa? Nhưng mà nếu như mà không điều trị thì nó sẽ rất khó chịu đấy. Thế tốt nhất em là vẫn còn đang bôi với bác sĩ trước, em đang chữa con nhà em thì chữa cho nàng cương chữa mãi không khỏi. Em về em xong nó rồi không? Em mới có thằng cu bây giờ. Thực ra thì nếu em mà em đẻ xong thì được vài tháng thì em không thấy gì, em bị như thế mấy hơn tháng này em thấy nó hứa ngày nó mới ngà ngà màu vàng. Thực ra là đấy cũng là may mắn thôi, bởi vì em xông dầu không ý, hay là em dùng nước chè xanh em rửa thì nó chỉ ở bên ngoài thôi mà, nó chỉ ở cơ quan sinh dục ngoài thôi. Còn nếu như nó đã sâu ở bên trong, ví dụ nó viêm âm đạo hoặc là viêm cổ tử cung, thì những cái phương pháp của em nó không khỏi được đâu nhá. Có lẽ tốt nhất là em nên nhờ ông bà hay ai đó trông con cho em, xong rồi em đi khám đi. Còn nếu mà bác sĩ mà bảo là cho thuốc uống ý, thì em lúc đấy em phải nói là em đang cho con bú. Vì cho con bú thì bác sẽ chọn cho cái thuốc mà nó an toàn cho con và cho em. Âm đạo là ngày xưa em đi khám nó bảo là em âm đạo nhưng em đặt em không khỏi. Nhưng mà em giờ em xong lá tử không thì em mới luôn mang bầu cu nhà em. Chị mới nói với em rằng là nó chỉ tạm thời ổn định như thế thôi, nó lui lại thôi. Thế còn khi mà cơ thể mình hoặc là khi mình mệt hay là khi cái điều kiện nó không tốt thì là nó lại bùng lại bệnh. Kể cả em có mắc viêm cổ tử cung lộ tuyến chẳng hạn, mỗi một lần điều trị thì nó chỉ là cái đợt cấp đấy thôi em ạ. Chứ còn thỉnh thoảng nó lại bị tái phát mà.
Nhưng mà mỗi lần đi thế thì mình phải điều trị. Nó màu ngà ngà vàng, nó luôn ướt cả quần ạ. Em phải đi đi. Lượng dịch thì nhiều này, màu cũng bất thường, rồi là nó cũng gây ngứa, gây đau ở cơ quan sinh dục thì ngứa nó không đau nhưng mà nó ngứa chị. Nhiều khả năng là em bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Chị hỏi nhỏ một chút là em 6 tháng nay rồi thì tình hình thế nào, vẫn bắt bú nước kiêng à hay thế nào đấy? Vâng, em sợ mang bầu em bắt nước kiêng. Thế à? Thế bố nó cũng chịu à? Vâng. Thực ra thì bố nó sợ là giờ mang một đứa chia đủ không thôi, đủ nó thì lúc thì mong mãi chả có con nhỉ, lúc thì bây giờ lại sợ đúng không? Chị thì chị nghĩ thế này, thực ra thì chồng em cũng là người rất là tốt đấy, và anh ta rất là biết kiềm chế cái ham muốn của bản thân, nhất là em bây giờ lại là gái một con nữa, trông mòn con mắt, thế mà em bắt người ta nhịn như thế thì đúng là phải rất nghị lực đấy. Em có thể tìm các cái biện pháp tránh thai khác, ví dụ em dùng bao cao su đi. Anh ấy đã dùng bao cao su anh cho màu nó cũng làm sao được. Không phải, bởi vì là cơ quan sinh dục của em có thể nó bị viêm nhiễm, cho nên là khi mà mình dùng các cái khác vào thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Trước mắt của em có hai vấn đề, một là đi kiểm tra và điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục đi nhé, ít nhất là trong cái đợt cấp này, không thì nó sẽ khó chịu. Thứ hai là nghiên cứu xem để cho cuộc sống nó hài hòa, kẻo không có sau này lại tiếc ấy nhé. Chị chào em. Chỉ một thằng này thôi. Năm nay em 40 rồi ạ. Quan hệ tình dục đâu có phải chỉ để sinh con em, nó còn nhiều yếu tố. Năm nay em 40 rồi, em chỉ một đứa thôi. 40 hay là bao nhiêu thì cái đời sống tình dục của người phụ nữ nó như của em nó còn kéo dài được nữa mà. Tốt nhất là nên để cho cuộc sống nó hài hòa thì hạnh phúc nó sẽ tốt nhỉ. Chị chào em. Vâng em. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là tôi năm nay 53 tuổi. À vâng, chào anh ạ. Nó bỏ, thế là nhưng vẫn ra tòa án 3 năm nay chưa xong. Vâng. Thế nhưng bây giờ tôi lại đi ở một người khác, nhưng không phải là ở của nhà này, đi ở chỗ khác. Thì bây giờ tôi muốn hỏi là bây giờ tôi phải như thế nào? Như thế nào là như thế nào ạ? Tức là bây giờ là nên vẫn ở người khác hay là về ở mấy con? Thì hiện nay là tôi có hai nhà. Vâng. Một nhà là vợ cả nó ở, còn một nhà thằng con lớn nó ở, nó lấy vợ lấy con hết rồi. Vâng. Thế mà tôi đi ở người khác, thế mà bây giờ vợ nó bỏ 3 năm nay rồi vẫn chưa xong ra tòa, nó không giải quyết. Vâng. Thế bây giờ là tôi lại đi lấy người khác, tức là đi ở người khác chứ không phải lấy. Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ. Thế bây giờ băn khoăn quá, bây giờ cứ mãi như này thì nghe nó không phải. Vâng, thế thì những thì bây giờ tôi muốn nhờ bên tư vấn cho tôi là phải nên phải ở về con hay là ở mấy người vợ thứ hai này hay là phải như nào? Vâng. Tôi nhờ bên chương trình là xem nhà báo hay hoặc gì ấy về chỗ tòa án Ba Vì giúp cho cánh tôi. Vâng, những cái băn khoăn thắc mắc của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, chào anh. Vâng. Anh ơi, sao lý do gì mà vợ chồng ly hôn lại 3 năm không giải quyết được là sao anh? Lý do là vợ tôi nó lại mình cứ nói lung tung nhau là nó giỏi hơn mình. Giỏi cái gì? Nó giỏi hơn mình, nếu nó làm đơn thì tôi không ký. Xong cái thì nó sỉ nhục tôi thì tôi vẫn phải ký, ra tòa án thì nó hơi di chắc một cái đất. Tức là đất Bia Đỏ thì chia đôi, toàn bộ tài sản chia đôi tất thì tôi nhất trí, nhưng riêng cái đất đấu thầu tòa án nó bảo nó không chia được. Thì bây giờ nó cứ như thế. Tức là tất cả các thứ thì giải quyết rồi, chỉ còn vướng mắc cái chuyện đất đấu thầu không biết chia như thế nào mà dẫn tới tòa án nó không có quyền chia cái đất đấu thầu đấy. Vâng. Mà cái đất đấy lại đứng tên tôi. Vâng, thế thì anh vẫn cứ tiếp tục thầu có được không? Vẫn tiếp tục thầu, nhưng bây giờ con vợ nó bảo phải chia đôi cái đất đấy thì nó mới nhất trí bỏ. Còn không thì nó cứ để thế. Thế vâng. Mà tòa án mà nó nhận tiền rồi mà nó không giải quyết. Thứ nhất là người ta làm việc theo pháp luật. Anh có đút bao nhiêu tiền mà nó không còn vướng mắc cái vấn đề pháp luật thì người ta cũng chả có giúp gì được anh đâu. Cho nên là mình đầu tư không đúng chỗ cũng rất lãng phí. Anh hãy tìm một luật sư. Đây là tôi đang nói về cái vụ để giải quyết cái cô vợ cả đó. Nếu như vợ chồng không ăn ở được với nhau, đất đai, tài sản đã chia rồi, bây giờ còn mỗi cái chỗ đất đấu thầu. Mà nguyên tắc đấu thầu thì chẳng phải là đất của ai cả. Mình nhận của cái bên A rồi là hàng năm mình nuôi trồng, cấy rồi, hay là mình làm cái gì đó và mình phải đóng thuế đúng không? Cái đấy là đúng rồi. Cái thầu nó trong thời hạn là mấy chục năm đấy, hết thì phải chứ. Bây giờ thì cứ coi như có hai nhà thầu đi. Trước đây cái Bìa Đỏ của cái lô đất đấy, để chẳng hạn trồng rừng chẳng hạn mà đứng tên anh thì bây giờ một là tách làm hai sổ,
hay là một sổ mà hai chủ, vân vân. Anh tìm luật sư nhé, để người ta sẽ hướng dẫn cho anh cái cách làm cái thủ tục đó. Còn thì tôi nghĩ rằng là... này này, chúng tôi là người dân thì bây giờ chả biết luật sư ở đâu, như thế nào. Thế mà tôi ra tòa án biết bao nhiêu lần, nó thậm chí nó đuổi tôi vì là tôi không phải người nguyên đơn. Vâng. Ai nguyên đơn không quan trọng, mà người ta không đuổi anh đâu, bởi vì anh cứ hay, chắc là anh có người thắc mắc hoặc anh hỏi cái điều gì đấy mà cứ tỏ ra nghi ngờ người ta. Anh ơi, luật sư ở đâu? Luật sư chính tòa án ấy. Bây giờ tôi rất muốn rằng là vợ chồng thuận tình ly hôn rồi, cô ấy là người viết đơn, tôi đồng ý ký, tình cảm không còn nữa, nhưng bây giờ nó vướng mắc ở chỗ cái đất đấu thầu này. Tôi rất là mong muốn là các anh, các chị ở ngoài tòa án giới thiệu cho tôi một luật sư để chúng tôi thuê. Là tư vấn cho tôi cái việc thủ tục làm cái đó như thế nào, chia đôi hay là nhập vào một, hay là chuyển một người vân vân, người ta sẽ hướng dẫn cho để được cái việc mà ly hôn nó được suôn sẻ. Còn cái điều thứ hai là anh không nên duy trì cuộc sống như hiện nay, vì về mặt nguyên tắc tòa mà chưa xử ly hôn thì anh và chị vợ cả, thôi gọi là vợ cả cho vui chứ thật ra với chị vợ vẫn là đang là vợ chồng, anh đi chung sống với một người phụ nữ khác. Nếu như mà người ta không thèm để ý thì thôi, chứ người ta kiện là anh còn vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, tức là đang có vợ mà lại đi ở với một người phụ nữ khác, vậy là chơi cái trò hai vợ là không được, thì mình lại trở thành người bị kiện. Thế cho nên là mình... Đúng, anh Minh Toàn nói thế tôi nhất trí hoàn toàn. Nhưng khổ cái mình không có vợ thì nó buồn, nó khổ, nó chán, bây giờ cứ có một mình nói khổ lắm. Anh ơi, thế này ạ, mình có nhà có cửa, mình bỏ bao nhiêu công sức mình mới xây dựng nên, bây giờ vợ người ta cũng có nhà, ta ở, con cũng có nhà ở, đấy là công sức của cả gia đình, trong đó có phần của anh. Anh về đấy anh ở, còn thì anh không thể làm gì được chị nữa thì thôi, tình cảm không ai ép buộc. Thế còn thì niềm vui thì tùy người tùy cảnh mà anh làm, chứ đừng có nghĩ rằng là cứ đến ở nhà với một ai đó mới là vui. Đôi khi chả biết vui đâu, nhưng mà có khi lại gây tai gây họa. Ví dụ như cái cô kia là người chưa có chồng thì rất dễ là khi người ta ở với anh rồi, người ta mong muốn anh về phía người ta, rồi người ta sẽ có thể thúc giục cho anh là sớm hoàn tất thủ tục bỏ vợ để thành vợ thành chồng với cái cô sau này. Thế còn nếu như cô ấy mẹ là người có chồng có con, chẳng qua cho chồng cô ấy mới mất hoặc là chồng đi xa, anh đến anh ở như thế, mọi người nhìn anh cũng là mình là đàng hoàng, có tiền có của. Có khi người ta gia đình bên ngoại nhà cô ấy nhìn chắc là thằng này là thằng ất ơ, đến bám lên cô này để gọi là được miếng ăn chẳng hạn. Thế có phải là tự nhiên oan cho mình trong khi mình quá đàng hoàng, đúng không? Thế còn cái tình cảm mà anh thích uống cà phê với cô ấy, gọi điện lúc nào chẳng được, nhắn tin lúc nào chẳng được, ngồi quán nào chẳng được để chia sẻ và làm cái gì thì làm. Thế nhưng mà đừng có cái gì đấy nó quá đà vi phạm pháp luật. Đoạn này này, dạ. Tức là không phải là mình đi chỗ nọ chỗ kia thì vẫn là được, nhưng mình không muốn thế. Vâng. Tức là bây giờ mình muốn là làm nào xong cái sự ly hôn bỏ nhau đấy thì mình sẽ lấy người này về, vì người này người ta không có chồng. À vâng, thế thì tốt quá. Mình muốn là xác định với nhau, ở với nhau cho hết đời, để còn lúc ốm lúc đau lúc nọ lúc kia, chứ còn bây giờ trông ngóng con là không trông ngóng được. Này, anh gieo hy vọng quá lớn là anh sẽ thất vọng. Con của mình sinh ra nuôi các cháu trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho nó cả nhà mà mình ngỏ còn chẳng nhờ được, mà lại đi trông cậy vào một cái ai đó ở đâu đấy, thì tôi sợ rằng thôi cái lúc vui mà đang quý hóa nhau thì có thể trông cậy, nhưng mà rồi đừng quá kỳ vọng mà thất vọng. Không ai có thể nương tựa bằng chính những người thân ruột thịt của mình, bố mẹ, anh em, các con và người vợ yêu thương. Thế còn thì anh cứ nghĩ rằng là anh cũng đã từng có vợ, đã bao nhiêu năm ăn ở với nhau đầu gối tay ấp, mà cuối cùng bây giờ còn cắn cấu nhau chỉ vì cái mảnh đất đấu thầu. Thế thì anh lại có đi trông cậy vào một cái cô nào đấy để sau này mà trông mình lúc tuổi già thì không phải đâu. Nhưng mình bây giờ thì mình chưa già, mình cũng vẫn cần chia sẻ, thì mình nếu như mà đôi bên thuận tình thì cũng có thể chia sẻ trong khuôn khổ nhất định, đúng không? Thế nhưng hãy tìm đến luật sư để được hướng dẫn cách giải quyết cái vấn đề mảnh đất kia để cho nó được ly hôn đàng hoàng. Mình đường là giai tân chưa có vợ nhờ, thì lúc ấy đến với ai cũng chả có sợ gì nữa. Chứ còn như hiện nay là mình cứ đi bên này thì dẫm, đi bên kia thì rúi. Anh mà ở nhà cái cô mà hiện nay mà cứ gọi là cô vợ hai ấy, thế nào cô cũng ghen khi mà anh lại về với chị cả hay về với các cháu, mà đi đâu lâu quá mà không về, cô hỏi chắc lại mò về bên kia với mẹ con nhà nó chứ gì. Mình cũng khổ lắm. Tôi thì tôi ngày nào tôi vẫn về trông cháu, thằng con cả ngày nào cũng về đấy. Ông trông cháu thế mà ông còn bỏ cháu đây, ông đi với này bà trẻ thế rồi cháu khóc thì làm sao.
thực tế là giải quyết lần lượt từng việc đi. Việc tình cảm gia đình theo, theo anh bây giờ phải giải quyết tòa án cho xong đã, xong bắt đầu đúng mình rồi. Đi lấy vợ khác đúng không? Giải quyết vợ án, còn lấy vợ khác hay không thì tùy anh. Có những người người ta có lên ông rồi, có con có cháu, người ta cống hiến gần trọn đời cho con cho cháu, còn lại dành chút nào người ta đi tìm niềm vui cá nhân. Tất nhiên niềm vui cá nhân nó có nhiều thứ chứ không phải là mỗi cái việc là có bà nào thể thao rồi là tìm vui cá nhân mà đến thuần mỹ ở Ba Vì nó thuần mỹ đắt lắm rồi anh. Vâng, thôi nhưng tôi hiểu anh cũng vui tính thôi, nhưng mà mình cứ phải lần từng bước, và cái cốt lõi nhất chính là mà đừng để người ta lật lại vấn đề là mình đang vi phạm pháp luật nhá. Không, cái đấy thì tôi cũng hiểu rồi. Đúng, bây giờ mình đã làm này là mình sai. Vâng. Nhưng khổ cái là nhiều khi mình cũng không kiềm chế được. Vâng. Nó buồn quá, nó thất vọng quá, đâm mình phải đi tìm chỗ để vui vui buồn buồn, gọi là chạy đi chạy lại để cho nó vui trong cuộc sống thôi. Thực đúng tế rồi. Là bây giờ nhiều tuổi thì không phải nhiều tuổi, ít tuổi không phải ít. Vâng. Nhưng mà bây giờ không có vợ thì thực tế là nó thật là khổ lắm. Này nói đùa chứ anh không thể nối lại tình cảm với chị cả nhà mình được nữa à? À, nói chung là nó khó lắm anh Minh Toàn ạ. Vì vâng. là vợ cả tôi là người đàn bà như tí này đâu. Vâng. Ấy, nó máu lắm nó. Ừ. Nói chung vợ chồng xô xát nhau, mình khuyên rủ mãi nó là thôi đừng bỏ nọ kia. Bây giờ già rồi lại còn bỏ, như nó khăng khăng quá, cuối cùng va chạm. Tôi tát nó một vài cái, nó hô anh em nó cầm dao cầm kiếm định chém tôi. Vâng, thôi. Nói chung là cái sức mẹ là nó tôi lớn cũng quá hỏi thế mà thôi, tôi chứ cũng còn vẫn sẵn sàng chịu đựng là thôi không bỏ nhau, nhưng nó vẫn quyết tâm nó bỏ. Vâng. Đấy. Thôi. Mà tôi đi được cái là không say rượu, không nát rượu, không cờ bạc. Vâng. Không một cái gì cả, mà trước kia lấy nhau là hai bàn tay trắng, bây giờ cũng một hai cái nhà cũng làm hết 400-500 triệu, phải ít đâu đấy. Thế mà bây tiếc giờ không đấy, chứ bỏ nhà phải đi như thế, anh bảo khổ không? Khổ tiếc tôi là đấy. Dạng vô tư như thế, không đúng. Có người chết đấy. Nếu mà vợ chồng vui vẻ thì bây giờ là anh cứ tối tối là vảnh râu chê ngồi là có một cút rượu rồi có ít đồ nhắm rồi bên cạnh là các cháu rồi các con thì mình cũng vui, còn lúc nào rảnh quá thì đi giao lưu bạn bè bên ngoài một tí cũng nó sẽ trẻ dai và vui vẻ đấy. Thôi nhưng bây giờ nha, quay trở lại vấn đề của anh là giải quyết xong chuyện này thì mới tiếp nối chuyện kia, cùng một lúc mà hai tay mà làm hai việc không làm được đâu anh ạ nhé. Vâng. Rồi rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sớm giải quyết được chuyện gia đình của mình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, câu hỏi của em là em đang bị u sơ tử cung ấy ạ. Vâng. Rồi em cũng lên Hà Nội, lên bệnh viện phụ sản khám rồi ạ. Vâng. Nhưng mà bác sĩ ở bệnh viện phụ sản thì họ tư vấn là lên mổ chứ không nên dùng thuốc. Mà xem quay về bệnh viện Hà Nam để làm thủ tục khám lại, xong làm thủ tục mổ ấy, thì người ta lại bảo là cứ uống thuốc rồi để đến gia dương khám lại, có gì thì người ta mới lại cho ý kiến sau ấy ạ. Vâng. Mà em bị hàng một năm nay rồi, bây giờ tiền thuốc thì cũng mất khá nhiều đấy. Mà bây giờ em cũng lo, chả biết là phải làm thế nào, nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, những cái lo lắng của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em năm nay là 31 ạ. Em được mấy cháu rồi? Em được một cháu ạ. Mới được một cháu à? Vâng. Thế có ý định sinh cháu nữa không? Dạ, nói thật với bác sĩ này, em cũng không định sinh cháu nữa, bởi vì là hoàn cảnh của em nó cũng... khó. Thế... em không lấy chồng, chỉ sinh một đứa con để nuôi thôi ạ. Rồi. Dạ. Em bị hơn một năm nay, thế thì kích thước của nó như nào em? Trước khi em lên phụ sản khám thì em khám ở dưới này hai lần, thì bác sĩ có đo là 370 ạ. Xong rồi em không tin tưởng lắm, rồi em lên phụ sản khám thì họ đo là 61 mm chị ạ. Đấy. Vâng, cái xong lần rồi bây giờ quay về viện viện 2 của Hà Lan ấy ạ. Khám thì họ lại đo là 4352 ly gì đấy. Vâng. Tóm lại là nó có sự thay đổi, hay nói cách khác là cái u đấy nó tiến triển. Dạ, đúng không? Vâng. Chứ ví dụ như là mình cũng không nói là chỗ nào đúng hay chỗ nào sai, nhưng mà 3 lần mà cho 3 kết quả khác nhau. Vâng. Thì chị nghĩ là cái việc điều trị nội khoa của em nó không có hiệu quả.
Vâng. Đấy, chính vì thế mà bác sĩ ở phụ sản người ta có chỉ định là can thiệp ngoại khoa. Vâng. Ừ, thế chắc với lại người ta cũng hiểu cái hoàn cảnh của em ý. Đấy, dạ. Thì người ta cũng muốn là xử lý cái khối u đấy đi để sau này mình có cái sức khỏe tốt, mình còn vâng. có cuộc sống tốt và mình còn để nuôi con nữa. Dạ, vâng. Ừ, đối với cái trường hợp của em bây giờ thì chị nghĩ thế này. Có lẽ là thôi thì cũng sắp năm hết Tết đến rồi. Thế và vâng. cái đấy nó không phải là cấp cứu ý. Ví dụ những trường hợp mà nó chảy máu ồ ạt này, hay là kích thước nó phát triển rất nhanh, nó chèn ép vào các cái cơ quan khác, hoặc là nó có những cái biến chứng không có lợi, thì lúc đó mình phải mổ ngay, có thể thậm chí phải mổ cấp cứu. Nhưng mà trong trường hợp như của em ý, thì có lẽ cũng nên tham khảo cái chỉ định là can thiệp ngoại khoa. Đấy, thì em có thể quay lại bệnh viện 2 ở chỗ Hà Nam ấy, sau em trình bày với người ta, nhưng tất nhiên là để sau Tết đi. Bởi vì khi em mổ cái này, với một cái kích thước đấy thì chị cũng không biết là có mổ nội soi được không, hay là lại phải mổ để cắt bán phần tử cung. Đấy, vì nó còn tùy thuộc vào cái kích thước, tùy thuộc vào vị trí của cái khối sơ đấy. Thì người ta sẽ quyết định là mổ theo phương pháp nào và mổ như thế nào. Chị ơi, em cách đây một năm ấy, tầm Tết năm ngoái ạ, thì em có bị dây kinh 22 ngày ạ. Xong rồi em có đi kiểm tra thì siêu âm không phát hiện ra ấy. Họ cứ bảo là mình do kiểu dùng thuốc tránh thai ấy, nên là bị chảy máu nên uống thuốc cầm máu. Thế từ đấy đến giờ thì em lại không thấy bị rong kinh chị ạ. Kinh người vẫn đều. Ba ngày là ba ngày, bốn ngày là bốn ngày, mà mỗi tháng cứ 26-28 ngày là bị. Nói chung là như họ anh chị. Nói chung là cái chỉ định can thiệp ngoại khoa nó là phương pháp cuối cùng rồi. Chứ còn đối với người phụ nữ mình ý, mà càng điều trị nội khoa được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Vì mình chẳng có cái gì là thừa cả. Thế và nó bảo tồn được cho mình thì nó còn phụ thuộc vào nội tiết này, rồi nó cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nữa. Thế như trong những trường hợp cần thiết mà thực sự nguy hiểm đến tính mạng chẳng hạn, hoặc là nó phát triển không có lợi, thì người ta sẽ phải chỉ định ngoại khoa. Vì thế theo tôi thì để ra Tết em sẽ quay lại bệnh viện 2 ý, bởi vì chắc em xử lý ở đó thì nó sẽ gần nhà em đúng không? Người nó còn phụ thuộc vào chăm sóc, rồi phụ thuộc vào cái người hỗ trợ nữa. Thế cho nên là mình sẽ quay lại đấy, mình khám, mình mang tất cả các cái giấy tờ mà mình đã đi khám đi để theo dõi đi. Thế và bác sĩ ở đấy người ta sẽ tư vấn và người ta sẽ xử lý cho bạn. Em hỏi thêm là ví dụ như mình mổ cái đấy thì trong cơ thể của em liệu có phải cắt cái gì đi không ạ? Hay là chị cắt cái gì thì nó phụ thuộc vào cái thực trạng của cái cơ quan sinh dục của em khi mà người ta mổ ra. Ví dụ như là nếu nó chỉ khối u, nó chỉ ở trong tử cung thôi, thì người ta cắt cái chỗ mà nó có cái u sơ đi ấy, thì nó lại bình thường, nó không vấn đề gì. Nhưng giả sử cái u đấy mà nó lại chèn ép vào một cái cơ quan nào đó, hoặc là nó lại xuất hiện thêm những cái khối u ở cái phần phụ chẳng hạn, chị nói ví dụ thế, hoặc là ở đâu đó, thì người ta lại phải xử lý thêm những cái chỗ đó. Tất cả những cái đấy là đều phải khám thì mới có thể biết được là hiện trạng nó như thế nào. Và lúc đó thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em nhé. Cũng đừng quá căng thẳng. Ví dụ nếu bắt buộc phải điều trị ngoại khoa thì mình vui vẻ, mình điều trị ngoại khoa, bởi vì sức khỏe của mình là trên hết mà. Vâng. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Yên Bái. Alo. Dạ vâng, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ vâng, câu hỏi của em là em cũng nhờ chương trình tư vấn cho em giúp em làm. Em lấy chồng được 16 năm nay rồi, nhưng mà tự dưng ý, hồi tháng 5 năm vừa rồi chồng em bảo là ý, nếu muốn chung sống với người khác thì muốn em đứng lên tổ chức cho anh ấy, thì xin chương trình cho em một lời khuyên ạ. Vâng, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Vâng ạ. Giờ chào em. Vâng, em chào anh ạ. Mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 32 tuổi rồi anh. 32, có mấy cháu? Dạ em có 3 cháu rồi ạ. Thế hả? Có nếp có tẻ không? Vâng, em được một cháu trai học lớp 9 và hai cháu bé sang đôi học lớp 5 tuổi ạ. Ồ thế hả? Thế xong rồi kinh tế vợ chồng có tầm tạm không? Dạ, ở nông thôn thì cũng chỉ đủ ăn thôi anh ạ. Này, ban nãy nghe thấy nói rằng là tự nhiên bố nó bảo là cưới cho bố nó vợ hai đi hỏi, thì mình có đứng lên mình có làm không đấy? Dạ, em không ạ. Thế xong rồi bố nó có làm sao không? Bạn thì chồng em mới thuê nhà ra ở riêng 7-8 tháng này cứ tìm các nhà lánh mặt em ạ. Rồi mình có biết là thuê nhà ra ở với ai, cái đối tượng mà bố nó muốn lấy làm vợ hai hay không?
Em cũng có biết cô gái thì ở cách nhà em khoảng tầm 10 cây, ở cô ấy cũng bỏ chồng và có một đứa con gái 9 tuổi ạ. À rồi, thế mà đấy là cái cô, cũng chính là cái cô mà bố chúng nó muốn lấy làm vợ hai đấy. Vâng ạ. Thế xong rồi bây giờ mình thấy là bố chúng nó lại ra ở với cái cô mà bỏ chồng ấy, mình có qua lại thăm nom trong cuộc sống của họ thế nào không? Dạ em không ạ. Bố có nó về gây sự hay là đòi tiền của bố mẹ, của mấy mẹ con mang đi đến nhà cô kia không? Dạ không, nhà em không đòi tiền, mà nhà em chỉ nói là nhà cửa là do của bố mẹ anh ấy để lại, thì muốn giải nhà giải cửa cho anh ấy thôi ạ. Ủa? Tức là bây giờ muốn nói rằng là nhà cửa thì của bố mẹ để lại. Thế cho nên nghĩa là nó mang tên tao, cho nên là mẹ con mày đi đâu thì đi giả nhà tao nhà. Đúng ạ. Vấn đề không còn đơn giản nữa rồi. Em ở Yên Bái đúng không? Dạ vâng ạ. Mình ở trong bản sâu xa hay là ngoài nó gần mặt đường, có huyện, thị trấn gì không? Dạ nhà em cũng ở cái thị trấn khoảng 2 cây thôi ạ. Ừ. Nói như thế để nói rằng là mình phải cần đến cái tư vấn ở bên luật pháp. Anh ấy, thứ nhất là cái việc mà đang có vợ có chồng mà thôi anh ấy qua lại với cái cô kia thì không nói làm gì. Mình nếu như có kiện anh hay là có tố cáo anh về tội là chung sống với một người phụ nữ khác như là vợ chồng thì là anh ấy vi phạm cái luật hôn nhân gia đình. Thế nhưng cái việc mà anh ấy quay trở lại, anh ấy lại cứ đòi rằng là phải trả nhà trả đất, bởi vì đấy là của bố mẹ anh ấy để lại, rồi anh ấy muốn bán đi hay là muốn là đưa mẹ con cô kia về ở, rồi đưa mẹ con mình đi ở chỗ khác, thì ở đây cần phải có hướng dẫn về luật pháp, anh không được phép làm như thế. Nếu như bản thân anh ấy một mình, anh là con trai đúng không? Dạ không ạ, là chồng em thì có 5 anh em trai cơ ạ. Ừ, thế cái nhà hiện nay mình đang ở là nhà của bố mẹ để lại thật. Vâng ạ. Nhưng mà có thể 5 anh em trai, nếu mà bán gì đấy thì cũng chia 5 anh em. Dạ không ạ, đấy là phần của vợ chồng em ạ, chúng em là út ạ. À tức là mình đang ở cái phần mà của bố mẹ cho rồi đúng không? Vâng ạ. Thế còn 5 anh em kia là đã có phần khác rồi. Anh đang vâng tưởng ở trong một cái nhà chung mà nó đang 5 anh em cùng có phần ở đấy thì cũng hơi vất vả. Bố mẹ đã chia cho vợ chồng mình, nghĩa là tài sản ấy là tài sản chung của hai vợ chồng. Vâng. Giá như lúc bố mẹ chia và nói rõ đây là chỉ cho riêng thằng, ví dụ anh tên là Toản chẳng hạn, chỉ cho riêng thằng Toản thôi ạ, và được công chứng hay pháp luật gì công nhận thì mới coi đấy là tài sản riêng do bố mẹ biếu tặng. Thế còn thì bố mẹ thừa kế cho các con, là ví dụ anh là con trai mà lấy vợ thì đương nhiên là người vợ và người chồng được hưởng cái tài sản bố mẹ chồng để lại. Chứ nếu không thì ai cứ bảo của bố mẹ tôi để lại, xong còn lại thì mẹ con cô đi, thì có lẽ 100% phụ nữ đều thế cả, lấy chồng trả theo chồng, trả bàn tay trắng nha, đúng không ạ? Anh ấy không làm thế được. Thứ nhất là bản thân anh có thể cũng không hiểu biết, tưởng thế là muốn bán lúc nào thì bán, muốn đòi lúc nào đòi, vì bố mẹ ta cho ta. Đấy, hai nữa là có thể anh cũng hiểu đấy, nhưng vì anh nghĩ là mình không biết gì, trên này anh cứ gây sức ép như thế. Gây sức ép một mặt thì cũng muốn để bán đi để lấy tiền thật, nhưng một mặt nữa là dồn mình vào thế bí. Ở đây là kiểu bạo lực của mặt tinh thần mà. Mình rất lo lắng bây giờ nếu mà không chấp nhận thì ông sẽ đuổi ba mẹ con ra đường, biết ở đâu. Thành ra là thương các con, đành tặc lưỡi chấp nhận cho anh ấy chung sống với một người phụ nữ khác, nôm na là có hai vợ. Đấy là một cái cách của anh ấy. Thế thật sự ra em cần hướng dẫn hơn về luật pháp, lên tòa án hoặc là phòng tư pháp huyện, ở đấy các bác sẽ hướng dẫn cho. Đấy, nhà em hoàn cảnh như thế, bây giờ anh đã đi chung sống với người phụ nữ khác, em đã chưa đụng đến, em chưa nói đến chuyện anh ấy thiếu trách nhiệm với gia đình và còn vi phạm luật hôn nhân gia đình, mà anh là còn quay trở về anh ấy đòi rằng là nhà đất này trả anh ấy, thì các bác cho em hướng giải quyết. Các bác ấy chỉ ra ngay mà mày làm sao mà thế được, nếu mà cậu về cậu cứ đòi thế thì cô cứ thế này, cô cứ báo thế kia, cô cứ làm đơn thế nọ. Chắc chắn khi trình bày các bác sẽ yêu cầu mình viết ra đơn tường trình trình bày, chứ không chỉ nói miệng, để người ta có chứng cứ, sau này khi có vụ việc xảy ra người ta sẽ có cái cớ để người ta bênh vực mình với các con, các cháu, vì là trẻ con bao giờ luật pháp cũng bảo vệ cái quyền lợi của người phụ nữ và đứa trẻ con. Nếu như mình cứ im lặng, xong đến lúc gì có chuyện gì gây ra mà người ta mới biết đến, ở trong cái quá trình ấy gia đình mâu thuẫn lục đục, tôi có được báo gì đâu, chúng tôi đâu có được biết, đúng không?
Thì đấy đấy là để được hướng, là để được tư vấn hướng dẫn về luật. Thế còn thì mình cũng nên chia sẻ với mọi người đi, ít nhất là chị hội trưởng phụ nữ ở cái khu phố hay là cái thôn ấy, cái bản mình ở, rồi bác trưởng thôn hay là bác tổ trưởng dân phố, người ta nắm được tình hình, khi có chuyện gì ba bề bốn bên mỗi người một chân một tay, người ta sẽ hỗ trợ mình chứ. Thế này hình như là mình hơi bị cam chịu quá đấy. Bây giờ chồng mà lại về lại dám bảo vợ là đi cưới vợ hai cho tôi, thế xong rồi thế là hơi hơi quá đà. Trong cái xã hội lúc này, không còn phải là cách đây 50-60 năm hay ở trong rừng sâu hay là cái vùng mà kém hiểu biết về pháp luật nữa nhá. Em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Bình. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Mình ở Thái Thụy, Thái Bình. Mình muốn hỏi chương trình về cái lý do là vợ chồng mình thì mới cưới nhau là khoảng 2 năm thì có một cháu đầu rồi. Vâng. Thì vấn đề là cái quan hệ chỗ vấn đề tình dục, nói chung là nó vẫn đều đặn, có nghĩa là không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà cái sở thích của mình thì rất thích ăn tàu cần tây. Đến khi mà mình cứ ăn rồi thì cứ khi ăn xong ấy thì là tự nhiên nó có một cái gì đấy, sức khỏe nó cũng tăng lên gấp đôi, có nghĩa là cái sự tình dục nó tăng lên gấp đôi. Vâng. Thì nhưng mà vấn đề là vợ thì nó lại không chịu được cái vấn đề đấy, thế cho nên là vợ nó cũng đang rất là buồn và nó cũng nghĩ mình là người có bệnh. Vâng. Thế nên là bây giờ muốn hỏi chương trình là cái rau cần đấy thì nó có tác dụng gì không, hay là không ăn có được hay không, thì muốn hỏi chương trình để chương trình giải thích rõ. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, tôi chào bạn. Vâng, em chào chị. Thực ra thì rau cần tây nó cũng là một cái loại thực phẩm mà rất nhiều người ưa thích, mà kể cả nữ cũng thích chứ không phải chỉ có nam đâu. Vì cái món đấy trong bất kỳ món xào nào, đặc biệt là xào với thịt bò, thì sử dụng cần tây hoặc là tỏi tây, nó là món ăn thông dụng mà bạn nhé. Yeah. Nhưng có lẽ là bạn cũng là người rất là nhạy cảm với cái loại cần tây đấy, cho nên là khi bạn ăn thì cái ham muốn nó lại tăng lên một cách mình cả kiểm soát được, tức là mình biết được là mình ăn cái món đó thì nó như vậy. Chứ tôi thấy các bà nội trợ ở ngoài chợ rất là nhiều người bán cái đó và chẳng thấy ai đưa ra cái thông tin như vậy. Chứ còn nếu thực sự mà nó như thế thì người ta chẳng cần phải sản xuất ra những cái thuốc để điều trị rối loạn cương dương làm gì, cứ ăn cái cần tây đấy thì có khi đánh bạt hết các loại thuốc đúng không? Tôi quay trở lại câu chuyện của nhà bạn thì tôi muốn nói thế này. Có lẽ vấn đề ở đây không phải là cái cần tây, mà cái vấn đề ở đây nó là sự hòa hợp về mặt thỏa mãn cái nhu cầu tình dục. Thực ra hai vợ chồng thì mới lấy nhau có 2 năm thôi, thời gian cũng chưa phải là dài đúng không? Mới gọi là bước đầu của cái đời sống quan hệ tình dục. Nếu không ăn cần tây thì mọi chuyện suôn sẻ phải không bạn? Vâng, không ăn tây thì nó chỉ là bình thường thôi, nhưng mà khi mà cứ ăn vào thì nó lại, mình không kiểm soát được cái mà có thể là vừa sinh hoạt xong có thể nó vẫn lại sinh hoạt tiếp được. Tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ chia sẻ tất cả những cái đó đối với vợ đi, để vợ hiểu rằng là chẳng phải bệnh tật gì cả, anh chẳng có bệnh hoạn gì, mà anh cũng chẳng dùng cái thuốc gì hay là như thế nào, cái đời sống tình dục của nhà các bạn đều ổn mà, có vấn đề gì đâu nếu mà bạn không ăn cần tây, đúng không? Thế còn khi bạn sử dụng cái loại thực phẩm đấy mà bạn thấy nó như vậy thì thực ra đối với bạn rất là tốt đấy. Và nó là một cái liều thuốc tự nhiên, bạn không phải lệ thuộc vào nó và lại rẻ tiền, dễ kiếm. Nếu bạn thực sự là người đáp ứng tốt với cái đó thì tôi nghĩ rằng nó chẳng có gì là sai cả và nó cũng chẳng có gì là xấu. Chỉ có cách là mình chia sẻ những cái đó đối với vợ ấy, để vợ cũng hiểu. Thứ nhất là mình không phải bệnh hoạn gì, không phải bệnh tật gì. Thứ hai nữa là mình có lẽ cần phải thêm một số các kiến thức về sức khỏe tình dục nữa để nó hiểu nhau hơn, và từ đó thì cái chất lượng cuộc sống của nhà bạn nó mới cải thiện. Tôi nói ví dụ, có thể lúc bạn không ăn cần tây, vợ bạn cũng không thấy thoải mái, nhưng mà cô ấy không nói ra, hoặc là cô ấy không chia sẻ cái điều đó đối với bạn.
Nhưng khi mà bạn sử dụng cần tây thì cái ham muốn nó có sự thay đổi rất là rõ, và điều đó làm cho vợ bạn không đáp ứng được. Từ đó bạn ấy thấy khó chịu. Chứ còn nó là một món ăn khoái khẩu thì mình không thể nào mình từ chối. Ví dụ ăn thịt bò mà không có cái đấy thì mình thấy chán, đúng không? Thì mình có thể giảm liều đi cũng được. Tôi nghĩ là như thế. Tức là ví dụ trước đây bạn có thể ăn tới một lạng hoặc là hai lạng cần tây, thì bây giờ bạn giảm một nửa cái liều đấy xuống. Nó vẫn thỏa mãn được cái khẩu vị của bạn, nhưng mà mặt khác thì tôi nghĩ là nó sẽ hài hòa với bạn hơn. Và mấu chốt ở đây có lẽ không phải là cái chuyện cần tây đâu. Có lẽ nó nằm ở cái chuyện là sự đồng cảm và sự chia sẻ trong cái quan hệ tình dục. Vấn đề chăn gối thì nó vẫn không có vấn đề gì xảy ra chị ạ. Ừ. À, chỉ có mỗi cái là khi mà cứ mỗi một lần em ăn gần tay vào ấy, thì là bọn em được trốn ấy. Ừ. Nó cứ nhìn thấy em nó lại trốn. Thế thì em mới hỏi và tại em sao, thì nó bảo là bây giờ là anh có vấn đề rồi thì anh phải đi khám đi, chứ như thế này thì em không chịu được. Bạn có vấn đề gì đâu. Bạn thì phải thực... hỏi chương trình xem là như thế nào để cho vợ nó hiểu được hơn. Em cũng giải thích cho vợ em nó hiểu rồi. Ừ. Nhưng mà vợ em nó này không hiểu. Ừ. Em là nó này cứ thấy em ăn gần tây là nó lại chạy sang bà ngoại, nó không ở nhà nữa. Không phải, vấn đề ở đây không phải là lỗi ở cái cây cần tây, mà vấn đề là lỗi ở cái hành vi quan hệ tình dục của mình. Ví dụ khi mình ăn cái đó vào thì nó làm cho cái ham muốn của mình rất cao. Và nếu những cái lúc bạn muốn ham muốn cao như thế mà bạn quan hệ nó thô bạo chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế. Cái này thì em cũng xin nghe chia sẻ với chương trình, chúng em rất là tế nhị, rất nhẹ nhàng chứ không có vấn đề gì mà nó gọi là cục xúc gì đâu cả. Vấn đề rất nhẹ, thực tế. Vấn đề ở chỗ cái thái độ của mình, tôi nghĩ là như thế, chứ không phải là lỗi ở cái cây cần tây. Ví dụ như là tôi nói về tần suất. Thông thường thì nếu như một cuộc quan hệ tình dục có chất lượng đối với những người phụ nữ bình thường, mà cái người mà người ta không phải là cái người có nội tiết tố mạnh ấy, thì trong một buổi tối người ta chỉ có thể quan hệ 1 đến 2 lần nếu thực sự là quan hệ có chất lượng và đúng nghĩa của quan hệ tình dục. Đấy là một cái lao động nặng. Bạn phải xác định như vậy, kể đối với bạn cũng thế và đối với chúng tôi cũng thế. Cho nên để mà có một cuộc quan hệ tình dục có chất lượng thì sau đó cả hai đều rất là ngủ sâu và đòi hỏi phải có thời gian để cho cơ thể nó hồi phục. Khi mà mình đẩy cái cao trào đấy nó lên quá nhiều, tức là quá sức chịu đựng của vợ bạn, khiến cho cô ấy phải chạy. Chạy ở đây không phải do lỗi cái cần tây đấy, mà do cái hành vi của mình. Nhá. Vậy thì để tốt nhất ở trong cái trường hợp như của nhà bạn ấy, thì như tôi nói rồi, mình giảm cái điều đó đi cho nó phù hợp với cái mong muốn của vợ. Còn khi nào mà mình sử dụng, mình cần thì mình hãy sử dụng. Có như thế thì mình mới không phạm lỗi. Còn nếu như mà cứ ăn cần tây vào xong vợ lại trốn như thế, thậm chí lại còn bỏ về nhà bà ngoại, thì nguy cơ bị phạm lỗi cũng là khá cao đấy. Yeah. Đúng không? Ừ, và mình thì rất không muốn điều đấy một chút nào, đúng không? Vâng. Ừ, thế tự điều chỉnh đi, tôi nghĩ là ổn thôi mà. Nhá. Còn vấn đề ở cái cần tây là không có vấn đề gì chị? Không có vấn đề gì đâu, bạn thích nó, bạn ăn mà thực sự nó tốt, như tôi đã nói với bạn rồi, nó như một cái thuốc Viagra đối với bạn rất là tốt ấy. Không phải người nào cũng có đáp ứng được như thế với cần tây đâu. Nhá. Ừ, chào bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo. Alo. Vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa. Vâng, chào cô. Tôi là người Thanh Hóa mà năm nay là 56 tuổi, có một đứa cháu con gái lấy chồng về Đông Thiệu. Vâng, chào anh. Trong cái thời gian 3 năm thì cháu có thai. Cháu có thai, sau đó là cháu bị lên cái coi bị ấy, là cháu lại bị sảy. Vâng. Sau 2 năm sau cháu lại có thai, lại bị lưu thai, cho nên tôi muốn hỏi chương trình xem bác sĩ tư vấn họ cho tôi có cách gì là để cho phương pháp điều trị cho cháu. Vâng. Con gái của anh thì đã có 2 lần mang thai nhưng mà đều không giữ được. Và bây giờ thì anh cũng rất là lo lắng cho tình trạng sức khỏe cũng như là thai nghén của con mình. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng ạ. Vâng, tôi chào anh. Chào bác sĩ ạ. Bố rất là yêu con gái đúng không? Thấy con như vậy thì cũng rất là lo cho nó. Không phải lo về sức khỏe nữa mà còn lo về hạnh phúc của con nữa, đúng không ạ? Vâng. Con 2 lần mà phải bỏ thai như vậy là nó cũng rất là buồn và lại lo nữa. Năm nay con gái anh bao nhiêu tuổi rồi anh?
Dạ, con gái năm nay 26 tuổi. À, 26 hả? Bạn ấy tuổi Canh Ngọ à? Vâng ạ. Vâng. Con làm nghề gì vậy? Dạ, cháu nó làm cái nhánh của công ty may mùi đó, bác sĩ ạ. À, vâng. Thế công việc con có vất vả không anh? Cũng không biết nói vất vả lắm, bác sĩ ạ. Vâng. Thế chồng bạn ý thì làm gì vậy? Chồng thì làm, nói chung là làm một trưởng thôn thôi. Vâng. Nói chung gia đình cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Vâng. Chồng con thì bao nhiêu tuổi ạ? À, chồng năm nay 32 tuổi ạ. À, chồng 32 tuổi. Tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là cái lần đầu tiên á, khi mà con có thai mà con bị mắc quai bị. Bởi vì quai bị nó là một cái bệnh mà nó có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi rất nhiều. Cái virus quai bị ạ. Kể cả không phải là sẩy thai hay là thai lưu thì nó cũng là cái loại virus mà nó gây ra cái dị tật thai nhi rất là lớn. Chính vì vậy mà khi mà có thai ấy, mà đã bị mắc quai bị thì cái chỉ định phải đình chỉ thai nghén là rất cao anh ạ. Đấy. Cái thứ hai nữa là sau đó thì không rõ là cái biến chứng của cái quai bị đó nó có ảnh hưởng gì tới cái cơ quan sinh dục của con không. Bởi vì ví dụ đối với nam giới chẳng hạn, nếu mắc quai bị thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh hoàn. Nhưng mà nếu mà là nữ ấy, mà bị mắc quai bị con gái ấy, thì nó lại ảnh hưởng rất nhiều tới buồng trứng ạ. Và cái buồng trứng thì nó lại là cái nơi mà nó sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nữ rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi con có thai lần tiếp theo, nếu như mà nội tiết tố sinh dục nữ nó ít quá và nó không đủ để có thể giữ được cái thai thì cái nguy cơ mà bị thai lưu ấy ạ, như trường hợp con nhà anh là không phải là thấp đâu. Vì thế mà theo tôi thì thế này. Thứ nhất là con phải đi tiêm phòng đi. Không phải tiêm phòng quai bị không đâu ạ. Có thể con là người rất là ái tính với các loại virus, cho nên ít nhất là con phải kiểm tra xem con đã mắc viêm gan B chưa. Nếu chưa mắc viêm gan B thì con phải được tiêm viêm gan B, được tiêm vaccine phòng cúm, tiêm vaccine phòng sởi và rubella. Tất cả những cái loại virus mà như tôi nói ấy, thì khi mà phụ nữ có thai mà bị mắc các loại virus đấy thì rất dễ bị thai lưu hoặc là bị dị tật thai nhi. Đấy, chính vì thế mà bây giờ hãy trì hoãn cái việc có thai lại đã, để đi tiêm phòng các cái loại vaccine đó. Vì khi chuẩn bị có thai thì mũi cuối cùng phải được tiêm cách cái thời gian mà dự định có thai ít nhất là 3 tháng. Đấy, cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là trước khi có thai thì phải đi khám tổng thể sức khỏe cả hai vợ chồng. Và phải khám ở nơi nó có điều kiện thăm khám tốt. Ví dụ ở Thanh Hóa ít nhất anh phải ra bệnh viện tỉnh. Vâng. Ở đó thì con sẽ được người ta kiểm tra xem buồng trứng của con có tốt không, vòi trứng của con có tốt không, niêm mạc tử cung của con có ổn không, là những cái yếu tố để quyết định cho việc có thai cũng như là giữ thai sau này. Con phải được xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nữ ấy ạ, để xem là nó có bị thiếu không hay là nó như thế nào. Vì khi mà nó bị thiếu hụt thì người ta sẽ phải bổ sung cái nội tiết tố cho nó. Đó, bởi vì cái nguyên nhân mà gây thai lưu nó có thể đến cả từ những cái nguyên nhân rất sâu, ví dụ như là bị người ta gọi là xét nghiệm gen ấy ạ. Đấy. Thế cho nên là cần thiết thì chồng con cũng phải đi khám. Trước mắt cứ ra bệnh viện Thanh Hóa, bởi vì thực sự thì con mặc dù nó hai lần như thế nhưng mà đối với cái tuổi của con thì nó vẫn đang ở cái độ tuổi rất là đẹp. Và cái sức khỏe của con hiện nay vẫn đang là cái sức khỏe tốt nhất cho việc có thai và mang thai. Thế cho nên là anh hãy nói hai vợ chồng con phải thu xếp thời gian, thu xếp công việc để đi kiểm tra sức khỏe đã nhá. Có thể phải vài ba ngày đấy, chứ không phải đi một ngày mà được ngay đâu. Thế và sau khi tất cả có những cái kết quả đó rồi thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho mình. Cần thiết thì nó tùy theo những cái nguyên nhân anh ạ. Thế có thể người ta quyết định là có thể có thai tự nhiên nhưng mà vẫn phải hỗ trợ nội tiết, hoặc là có thể phải hỗ trợ sinh sản, thì lúc đó sẽ tư vấn kỹ hơn cho con nhà anh nhé. Vâng. Thế cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn chương trình và xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Định. Alo. Dạ, tôi nghe đây này. Dạ, vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tôi có một người con ngày nay thi đại học á. Dạ. Nhưng mà nó ngủ nghịch quá, tôi dậy không được. Nhìn giúp cho tôi các. Dạ. Con của anh lớp 12 là cháu trai hay cháu gái đấy ạ? Cháu trai. À, cháu trai, vâng. Cái nó đi chơi với bạn bè ngoài, nó không nghe lời cha mẹ.
Dạ vâng. Nhiều lúc nó đập phá trong nhà chị. À thế ạ, vâng. Dạ, mà tôi thì không dám đụng tới nó. Vâng. Tại vì đánh nó thì cũng có chuyện gì nó bó nhà rồi, phiền quá. Vâng. Chỉ làm nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nhưng mà nó ưng là nó đi đi hơi ưng là anh cơm, ưng thì anh ngồi được. Vâng. Mà không cho tiền nó là không được chị ơi. À thế ạ. Con mà. Vâng. Dạ, cho nên bây giờ gắng giúp tôi một lời khuyên. Đây, vâng. Đi. Vâng, dạ, rất là ơn. Nhiều gia đình và các bậc cha mẹ cũng chia sẻ với chương trình chúng tôi và cảm thấy dường như là bất lực với con cái khi mà con của mình đang cái tuổi phát triển, đang cái tuổi lớn đấy ạ. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn tâm lý của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện anh và chia sẻ với anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Dạ vâng. Vâng, xin chào anh. Dạ, chào anh. Nhà mình có một mình cháu trai thôi hả anh? Dạ, hai đứa gái thì nó có chồng nữa xa rồi. À, cậu út. Có một mình nó thôi. Vâng, mẹ thì đi tu. Rồi. Có không, nhưng mà tôi là công tác nhà nước. Vâng. Tôi sáng đi chiều về. À, vâng. Nhưng bây giờ nó không biết nghe lời anh Đoàn ơi. Vâng, thế này nhá, tôi hỏi một chút xíu ạ. À, chị nhà mình ấy đi tu là do mâu thuẫn gia đình rồi khó chịu quá mà phải đi tu hay là đấy là một cái sự lựa chọn của chị ấy thôi ạ? Không, chị chuyên kiếp sau đó. Vâng. Ở nhà cũng vậy anh Đoàn ơi. Vâng. Ở nhà vẫn là cứ ở chùa, ở am, ở đâu miếu cầu rồi. À, rồi vâng, một thời vâng. gian là bỏ đi luôn á. Không, vì tôi hỏi thế, tôi hỏi thế để phòng những trường hợp là ví dụ gia đình mình vợ chồng mâu thuẫn quá dài lâu, chị không chịu được được để chị đi tìm đến chốn đi tu. Thế thì cái việc mà vợ chồng mâu thuẫn ấy nó ảnh hưởng tới cháu. Thế còn thì nếu chị nó như là một cái lựa chọn con đường đạo có căn có kiếp thì thôi, thế mình chả dám nói nữa đúng không ạ? Bỏ đi từng khi cháu năm học mới có lớp mẫu giáo rồi. Ồ, mười mấy năm rồi. Vâng. Không phải là không, cũng phải cái gia đình gì đâu. Dạ thế ạ. Ý là bỏ đi rồi một năm về một lần, rồi bỏ đi bây giờ đi luôn 4-5 năm giờ không về nữa. Vâng. Vâng. Mà cũng không thương cháu, cứ mỗi lần về là cháu là cứ đánh cháu à. Đấy là cái làm sao thôi, bây giờ mình gác cái chuyện của chị sang một bên nhá. Bây giờ hai ba con mình ở với nhau. Thôi cũng được đấy ạ, đến 18 tuổi cháu nó không ngoan ngoãn như mình mong muốn, nhưng mà thế này cũng chưa đến nỗi nghiện hút trộm cướp hay là bỏ đi vào Sài Gòn đi theo băng đảng nọ kia gì đúng không? Thế và cái việc anh nói rằng là cũng không dám đánh cháu vì sợ đánh nó bỏ đi đúng. Kể cả dạ, không đúng. Sợ nó bỏ đi dạ, thì dạ. Cũng chẳng đánh. Đánh thì chưa bao giờ là một cái gọi là một... biện pháp đúng. Đúng rồi ạ. Nó chỉ là cái chút giận của bố mẹ thôi. Vâng. Thì nó lại vừa làm mẹ vừa làm cha. Cố quá anh Đoàn ơi. Thôi anh ơi, anh cũng gắng được đến lúc này là tốt lắm rồi. Tôi còn tôi chả dám hỏi là sao anh lại đơn thân được lâu thế, chứ nhiều anh là không dám làm cả mẹ cả cha mà buộc lòng phải đi kéo cái mẹ. Nhưng mà trong trường hợp của anh cũng khó bởi vì chị chỉ bỏ đi tu chứ không phải là vợ chồng ly hôn. Chứ đâu có ly hôn được đâu. Vâng, anh đấy, tôi cũng hiểu như thế. Có dám? Thế này này, cuối tháng 8 là có kết quả. Nếu như mà may mắn là cháu đỗ được đại học hay là cao đẳng là bố con cũng xa nhau, cháu cũng sẽ phải sống độc lập, rồi nó cũng lại phải tự lo, tự bươn, tự trải. Bố cho tiền bao nhiêu thì cho, nó thích ăn mì tôm thì nó úp mì tôm, mà không thì nó ăn cơm bụi, cơm bình dân. Mình đến lúc này rồi mình không quá cứng nhắc, không quá can thiệp nữa. Vì thời gian nó còn có ít, bây giờ mình cứ gây căng thẳng với cháu rồi nó lại rằn rỗi gì đó, xong rồi ảnh hưởng tới thi cử. Bố con lúc nào đi chơi nói với nhau là ba thật sự ra là ba hồi hộp lắm, ba lo lắm. Suốt bao nhiêu năm là nuôi con ấy, ba chỉ sợ con hư. Thế nhưng mà đến giờ phút này ba thấy rằng là ba tạm hài lòng bởi vì con vẫn duy trì học tập cho đến lúc này. Trước đây thì con học giỏi nhưng bây giờ thời gian gần đây thì ba thấy nó cũng không được như mong muốn. Nhưng mà thôi lúc này cũng có gắng thêm 1-2 tháng cũng không làm gì cả, đúng không? Nó là một quá trình. Thế thì ba chỉ muốn con là tập trung học tập này, đăng ký thi trường nào rồi chứ ạ? Lựa chọn trường chưa? Xin anh Bích Đồng ơi. Dạ. Tôi xin kiếp lại anh tính nha. Chị nói không, nó không bao giờ nó trả lời, không bao giờ nó nói. Vâng. Mình nói nó bỏ nó gì vậy rồi. Chứ còn nói mà nó ngồi, nó trả lời với mình thì quá dễ. Tức là cứ nói cái nó đứng dậy nó đi ạ? Ừ, mình nói. Đó khi ba chìa khóa, tôi một cái, nó một cái và một chìa khóa phụ. Bỏ chỗ nào đó cho nó biết. Tôi đưa cho nó tùy nó bỏ. Nhưng một hôm đó, nó tưởng nó là tôi làm việc tôi về. Nhưng mà tôi đi công tác xa. Vâng. Tôi phải ở lại. Thì nó về tìm chìa khóa phụ. Nó bó đâu, nó quên hay sao. Nó tìm, nó mới được ra rồi. Vâng. Lấy cái búa nó đập cửa bên Đoàn ơi. Vâng. Nó đập cửa, bế cái cửa pano mà nó bế Đoàn ơi. Cửa mà tôi đóng cửa coi chắc lắm, cái giỏi rồi á. Dạ. Nhưng mà lấy cái búa nó đập
bây giờ đó, mà tôi chỉ có nói thôi, mục đích con đập cửa để làm gì, không nói mình cứ bỏ đi vậy rồi nó không thèm nói chuyện. Và mình biết sao á. Nó có một chìa khóa phụ nó quên này, xong nó tìm chìa khóa khóa mà mình rồi, gọi là sơ cua ấy. Nó mới được rồi, nó tức là lấy bú trong nhà đó. Là nó đập cái cửa bà nô bằng gỗ của tôi đó. Và mà nó soi cho phải đám chỉ, nó soi rồi hai phân vậy mà đập bế anh đòi ơi. Và tôi tức thế... mà tôi đâu dám đánh, là tôi nói mục đích quan đập cửa để làm gì, mà không nói. Và thôi đấy là nó không thèm nói chuyện với tôi, chứ nó nói chuyện thì nó đỡ rồi. Đấy là mà tôi mượn người, tôi điện cho cháu ở thành phố Hồ Chí Minh điện về cho nó. Vâng. Nhưng mà nó cũng không thèm nói gì. Nó nói cái chuyện đó, đó là nó cắt máy. Vâng. Không biết thì sao anh. Rồi cháu tới đây thì sẽ thi đại học, lúc mà nó chọn trường với lại chọn ấy thì có, nó tự lập hay là đúng, hay là anh chọn cho biết. Cháu? À, nó chọn trường thì tôi có biết. Vâng. Chọn thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó tự lập. Và Quy Nhơn. À vâng. Nó chọn trường tôi biết. Vâng. Thật ra thì cháu, tôi thì cũng cứ nói thật là ngay cả những gia đình mà còn trọn vẹn cả bố cả mẹ mà kèm kẹp suốt ngày, thậm chí đi học lớp 12 mà bố còn phải chở đến tận cổng trường, chiều thì mẹ đón về, mà dù cũng còn, không, tôi đang nói là đối với những gia đình như thế mà rồi cũng còn chẳng dám hy vọng là trẻ nó ngoan, cũng như trong hoàn cảnh nhà mình, đúng là nó cũng có những cái thiếu thốn, nó không có uốn nắn gần gũi của người mẹ này, mình thì cũng bận rộn. Mình thì mình thật ra là mình lo để cho con tiền đủ, nhưng mà sẽ không có những cái ôm ấp vuốt ve. Bữa nay nói là cháu mẹ đi bỏ đi từ lúc mà nó đang mẫu giáo, mà những năm tháng bé nhỏ nó cần rất là gần mẹ. Lớn lên thì nó lại nghĩ rằng là sao những nhà khác ấy có bố có mẹ, đi họp phụ huynh thì hôm thì ba, hôm thì mẹ, chiều thì mẹ chở mẹ đón, nhà mình thì ba thì bận tối ngày, còn mẹ thì như thế. Thành ra khi nó nhìn thấy nó cũng cứ thấy hoàn cảnh nhà mình nó khác với người khác, dạ, rồi nó rồi, có dạ, những cái rồi, bức xúc rồi. Ở trong người, mà khi đã bức dạ, xúc rồi thì nó hay đổ lỗi là dạ, chắc tại ba làm sao mà má ấy bỏ đi, hay chắc tại má thế này mà đúng, nó kia. Dạ đúng á, tôi cũng đang nghĩ vậy. Thế thì nó đổ lỗi cho mình mà nó lại không đủ kiên nhẫn. Mình thì mình người dạ, lớn đúng. Mình hiểu rằng là thực ra là duyên là kiếp, là căn gà quả bà ấy đi đấy là tự nguyện của bà ấy rồi, chứ chẳng phải là do cuộc sống gia đình có bạo lực gia đình gì mà bà ấy đi, mình chẳng phải là ước hiếp đánh đập gì đến nỗi vợ phải tìm chốn nương tựa chúng nó. Nhưng mà trong trẻ nó đã ít gần gũi, bạn không ai nói cho nó thì nó nghĩ rằng là ba sống ích kỷ, ba chèn ép gì đến nỗi má phải đi. Bây giờ còn dạ, một mình ba lại chút cái chèn ép sang mình. Nhưng mà thôi, dạ, lúc này không phải là lúc để nói thế. Các cháu lớn lên một chút nữa, nó nhìn nhận các vấn đề rồi, nó nhận ra là ba đã phải hy sinh như thế nào cho nó. Lúc này dạ, gọi là chấp nhận chung sống hòa bình anh. Dạ, nhiều dạ, nước cái lăm le muốn đánh nhau lắm thôi, nhưng mà đã dám đánh đâu. Cứ phải dạ, là... dạ, vâng. Nhún là lùi. Đích làm sao để hy vọng rằng cháu nó đỗ một trường nào đó, lúc đó thì đời dạy nó và nhà trường dạy nó, còn mình lúc ấy lại còng lưng nó đi làm, mỗi tháng lại gửi cho nó mấy triệu vậy. Rồi lớn lên thì con nhà nào cũng thế thôi, bé là con của mẹ của cha, lớn lên là con của xã hội ấy mà. Mình cũng yeah, không có nặng nề quá trong cái thời gian yeah, này. Yeah, tôi yeah, tin rằng là nhưng mà anh Minh Đoàn ơi, tôi yeah, lại sợ là nó đậu. Thì nói chung đối với ai với tôi thì đủ khả năng cho nó học đó anh Bình Đoàn à. Dạ. Nhưng mà vô trong đó mình đưa tiền nó học nó đi chơi. Chết chết chứ anh Đoàn. Cái đấy thì không ai dám chắc được điều gì, con nhà lành nó cũng có thể thế mà anh. Đúng. Cho nên là cứ hy vọng rằng là cháu nó lớn lên nó mới nghĩ. Khi mà nó vào thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, đây là cái ví dụ là mình cũng có những sự chuẩn bị, mình đưa con vào đó, mình gửi ở nhà anh em bà con cho nó ở đấy, nói rằng là thôi thì ba ở xa, ba cũng chưa được nghỉ hưu hẳn, cho nên là con ở đây với lại các bác hay thím hay là các anh gì đó, mình đi học rồi cũng nhờ vả người ta là thay mặt gia đình để ý lưu tâm. Thôi thì đời cua máy, đời cái đào, chúng nó phải tự vươn lên. Nếu mà rồi nó cứ có lang thang, nó không chịu học thì cũng... Đã đến mưa mật anh đỏ rồi. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp anh tìm lại được sự bình yên của gia đình. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.